Xung đột Nga-Ukraine đang tiến gần đến mùa đông thứ ba mà không có dấu hiệu lắng dịu. Sau khi Ukraine điều động hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm xe bọc thép phát động chiến dịch đột kích lớn chưa từng có vào tỉnh Kursk của Nga, Moscow đã thực hiện một cuộc phản công lớn để đẩy lùi đối phương. Hiện tại, Ukraine đã chiếm được hơn 100 khu định cư kiểm soát nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga. Quân đội Nga phản công quyết liệt, nhưng thông tin tình báo nguồn mở cho thấy Ukraine có đủ nhân lực, khả năng kỹ thuật và hỗ trợ hậu cần để duy trì quyền kiểm soát của nước này. Makuma Mamulasvili, chỉ huy của quân đoàn Georgia tham chiến tại Ukraine cho rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc trên lãnh thổ Nga. Nếu chiến dịch xâm nhập của Ukraine ở Kursk thành công, nó có thể định hình lại sâu sắc tiến trình của cuộc xung đột. Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng nước này đã kiểm soát 1.300 km vuông lãnh thổ Nga họ cũng đã thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự ở khu vực vừa chiếm được. Theo ước tính, con số này gấp gần 3 lần diện tích lãnh thổ mà Kiev giành lại từ tay Nga, đóng trong cuộc phản công kéo dài 3 tháng vào mùa hè năm 2024. Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đang tiến xa hơn 1-2 km dọc theo tiền tuyến mới. Giới phân tích cho rằng quyết định của Ukraine tấn công Kursk dường như đã được tính toán kỹ lưỡng. Khu vực này có giá trị lịch sử, chiến lược và hậu cần quan trọng đối với cả hai quốc gia. Các tuyến giao thông tại Kursk là trung tâm hậu cần quan trọng của Nga. Những xa lộ và tuyến đường sắt chính đi qua khu vực này giúp Moscow vận chuyển quân đội và vật tư từ Nga và Belarus đến tiền tuyến ở Ukraine. Trung tâm đường sắt Kursk kết nối miền trung nước Nga với các khu vực phía Tây Nam gần Ukraine. Nếu Ukraine kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường huyết mạch trên, thì điều này sẽ làm gián đoạn đáng kể khả năng duy trì các hoạt động quân sự của Nga. Kursk là nơi có trạm đo khí đốt Suza đóng vai trò quan trọng trong dòng khí chảy đốt của Nga đến châu Âu. Suza là trạm trung chuyển cuối cùng của Nga vẫn hoạt động trên tuyến đường vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Sau khi Kiev ngừng nhận khí từ trạm Sokdanovka vào tháng 5 năm 2022, việc Ukraine không đóng cửa tuyến đường khí đốt này ngay lập tức là minh chứng cho Kiev không muốn cắt đứt dòng chảy khí đốt từ Nga qua lãnh thổ của mình. Theo ước tính, nga cung cấp khoảng 14 đến 15 tỷ mét khối khí đốt đến các quốc gia như là Slovakia, Áo và Hungary mỗi năm thông qua tuyến đường vận chuyển đó. Trong trường hợp Ukraine kiểm soát trạm xuất gia, Kiev sẽ có thêm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Moscow và có thể có tác động rộng lớn hơn đến tình hình an ninh năng lượng của châu Âu. Nhà máy điện hạt nhân Kurs nằm cách Ukraine chỉ 48 km, nó có thể trở thành một con bài mặc cả quan trọng trong cuộc xung đột. Ukraine có thể tận dụng bước tiến gần nhà máy để gây sức ép buộc Nga từ bỏ quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Mặc dù Nga đã tăng cường phòng thủ khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk, nhưng vẫn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn do nó nằm gần tiền tuyến. Ngoài ra, địa hình tại khu vực Kursk rất phù hợp với chiến thuật mà Ukraine áp dụng. Khu vực này bằng phẳng, thoáng đãng, cho phép xe bọc thép và xe tăng tiến nhanh cũng là địa điểm diễn ra trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử Thế chiến thứ hai, khiến nơi này trở nên có ý nghĩa biểu tượng đối với một cuộc xung đột chủ yếu sử dụng tăng thiết giáp. Các hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy hậu quả cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào kho đạn của Nga. Theo đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy một đám cháy lớn tại một cơ sở lưu trữ đạn dược ở phía nam nước Nga, trong khi Ukraine tuyên bố nước này đã nhắm vào vị trí này trong đêm ngày 21 tháng 9. Lực lượng Kiev thường nhằm vào các cơ sở quân sự của Nga, nơi có các kho đạn dược và căn cứ không quân dọc biên giới, cố gắng gây tổn thất cho nỗ lực tiến hành chiến dịch quân sự của Nga. Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày 21 tháng 9, Tổng tham mưu trưởng Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã tấn công vào kho đạn dược gần Tikhores, một thị trấn gần khu vực Krasnodar ở tây nam nước Nga. Theo tờ Rossiya Gazeta của Nga, kho vũ khí Topores lưu trữ tên lửa đạn dược và thuốc nổ. Kho vũ khí này được xây dựng vào năm 2015 với chi phí là 39 triệu đô la Mỹ. Cơ sở này được trang bị trạm biến áp điện, bể chứa nước và nhiên liệu cùng với hơn 100 ao chứa nước chữa cháy. Theo AIA Novosti, kho vũ khí Topores cũng có các cơ sở có thể làm nơi cư trú cho 200 quân nhân. Cơ quan an ninh Ukraine cũng đã tấn công một kho đạn dược của Bộ Quốc phòng Nga gần Oktyavsky, ngôi làng ở khu vực Tiver. Chỉ vài ngày trước đó, Ukraine đã nhắm đến một kho đạn dược khác ở khu vực Tiver gần thị trấn Toporez. Vụ nổ sau đó tại địa điểm này tương đương với một trận động đất nhẹ, Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ. Tikhorez là một trong ba căn cứ có kho đạn dược lớn nhất của Nga và đóng vai trò quan trọng cho hoạt động tiếp tế của Moscow, quân đội Ukraine cho hay. Kiev ước tính khoảng 2.000 tấn đạn dược đã được lưu trữ tại địa điểm này. Các vụ việc trên diễn ra 3 ngày sau khi lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu và phá hủy một cơ sở lưu trữ đạn dược ở Topores ở miền trung nước Nga bằng các cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái. Hôm 21 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh thay vì dùng vũ khí do phương Tây cung cấp, Ukraine đã triển khai vũ khí nội địa để tấn công các kho quân sự ở Nga. Cũng theo ông Zelensky, Ukraine có thể làm được điều này nhờ vào năng lực và vũ khí nội địa mà không cần đến vũ khí các đối tác cung cấp. Chúng tôi có thể khiến xung đột kết thúc sớm hơn bằng cách phá hủy năng lực tấn công của Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh, nếu chúng tôi có thể sử dụng tất cả năng lực của mình để bảo vệ đất nước, nếu chúng tôi có đủ tên lửa và quyền hạn sử dụng từ các đối tác, tình hình sẽ tốt hơn nhiều cho an ninh của chúng tôi ông zelensky cũng cho biết vào tuần tới ukraine sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục các đối tác rằng kiev cần năng lực tầm xa thực sự không chỉ uav và tên lửa sản xuất trong nước những vũ khí mà cho tới nay vẫn chưa có tầm xa đủ lớn mà cần mọi thứ để có thể bảo vệ khỏi các vụ tấn công của nga Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái của nước này đã phá hủy một xe tăng của Ukraine ở khu vực Kursk đến mức không thể sửa chữa được, đồng thời tuyên bố video về vụ nổ ngoạn mục. Trong một tuyên bố của mình, bộ này cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi nhóm lực lượng phía Bắc trong chiến dịch đẩy lùi cuộc xâm nhập quy mô lớn của Kiev trên đất Nga. Các quan chức cũng cho biết thiết bị giám sát đã ghi lại vụ nổ. Đoạn clip dài 40 giây được công bố cho thấy một máy bay không người lái Roto của Nga nhắm vào một xe tăng Ukraine từ phía sau khi nó đang lao xuống một con đường dọc khu rừng. Sau khi máy bay không người lái đầu tiên đâm vào tháp pháo của xe tăng tạo ra một luồng khói, máy bay thứ hai đã thực hiện một cuộc tấn công tiếp theo kết liễu chiếc xe bọc thép. Trong khi đó, một đoạn video riêng biệt dường như được quay từ một máy bay không người lái trinh sát cách xa hàng trăm mét cho thấy một vụ nổ dữ dội với các mảnh giáp và cả tháp pháo xe tăng bay lên không trung. Ukraine bắt đầu cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Nga kể từ ngày 6 tháng 8 và ban đầu đã đạt được một số thành quả, tuyên bố mục đích là để cải thiện vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đã bị dừng lại và quân đội của họ đã bắt đầu đẩy lùi Ukraine tại các khu vực tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ước tính quân Ukraine thiệt hại hơn 16.000 quân và hơn 1.000 xe bọc thép kể từ khi cuộc xâm nhập vào Kursk bắt đầu. Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Mỹ trong tuần này để đưa kế hoạch chiến thắng cho đồng minh thân cận nhất của mình trong một nỗ lực cấp bách nhằm tác động đến chính sách của Nhà Trắng liên quan tới cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông muốn trình bày kế hoạch này với Tổng thống Joe Biden và hai ứng viên kế nhiệm tiềm năng là bà Kamala Harris và ông Donald Trump trong chuyến đi. Ông Zelensky sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 9. Ông Zelensky cho biết nếu kế hoạch này được phương Tây hậu thuẫn, điều này sẽ có tác động lớn đến Moscow, bao gồm cả tác động về mặt tâm lý, có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt cuộc xung đột bằng ngoại giao. Ông Zelensky nói với các phóng viên, kế hoạch chiến thắng gồm các bước đi nhanh chóng và cụ thể từ các đối tác chiến lược của chúng tôi trong thời gian từ nay cho đến cuối tháng 12. Vị tổng thống đồng thời cho biết thêm rằng kế hoạch này sẽ đóng vai trò là cầu nối tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai do Ukraine chủ trì và muốn mời Nga tham dự vào cuối năm nay. Ông Zelensky nói rằng không có giải pháp thay thế nào cho hòa bình, không có việc đóng băng chiến tranh hay bất kỳ hành động thao túng nào khác, chỉ đơn giản là trì hoãn hành động của Nga và chuyển sang một giai đoạn khác. Ông Zelensky tuyên bố muốn Ukraine nằm trong NATO và Liên minh châu Âu, còn Nga bị đẩy khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, mặc dù ông nói mục tiêu sau có thể đạt được bằng con đường ngoại giao. Chuyến đi của ông Zelensky diễn ra vào thời điểm nguy hiểm đối với Ukraine. Nếu ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11, việc này có thể thúc đẩy việc thiết lập lại chính sách của Washington đối với Ukraine. Quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ về quân sự và tài chính của Mỹ trong một cuộc tranh luận trên truyền hình, ông Trump đã từ chối trả lời liệu ông có muốn Ukraine đánh bại nga hay không và nói rằng ông sẽ cố gắng chấm dứt chiến tranh trước khi nhậm chức nếu ông thắng cử. trong khi đó, bà Harris cáo buộc ông Trump tìm kiếm sự đầu hàng nhanh chóng và vô điều kiện của Kiev. khi cuộc bầu cử đang đến gần, Kiev đã thể hiện sức mạnh bằng cách tấn công vào khu vực Coss của nga, quảng cáo các loại vũ khí mới, bao gồm tên lửa không người lái và vũ khí đạn đạo, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái một cuộc tấn công của ukraine đã gây ra vụ nổ lớn tại một kho đạn tại vùng tiver của nga vào thứ tư tuần trước cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan cho biết ông biden rất mong muốn thảo luận về chiến lược toàn diện để thành công của ông zelensky ông zelensky cho biết kế hoạch của ông chỉ bao gồm một số ít điểm và tất cả những điểm này phụ thuộc vào quyết định của ông biden không phải là của ông putin Nhà lãnh đạo cho biết các bước đi này bao gồm việc thiết lập vị thế của Ukraine trong kiến trúc an ninh thế giới, đưa ra các quyết định trên chiến trường, bao gồm cả chiến dịch COS, tăng cường kho vũ khí của Ukraine và hỗ trợ nền kinh tế. Ông Oleksandr Kovalenko, một nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết, ông Zelensky có thể thúc đẩy các cam kết viện trợ dài hạn hơn cho đến năm 2025 và tìm kiếm một số loại tuyên bố về sự tiếp tục ủng hộ sau thời ông Biden. Ông Alexander Kovalenko nói, đây sẽ là thời điểm rất quan trọng. Có lẽ theo một số cách, về mặt chính trị và quân sự, đây sẽ là thời điểm then chốt. Ukraine muốn tấn công các cơ sở quân sự cách xa tới 300 km, tương đương 186 dặm bên trong nước Nga, chẳng hạn như các sân bay có trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu được sử dụng để bắn bom lợn. Washington cho biết họ không coi việc nới lỏng các hạn chế đó là một bước ngoặt trên chiến trường. Chỗ đứng của Ukraine tại khu vực Kursk của Nga có thể đóng vai trò là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Kiev sẽ phải giữ vững việc kiểm soát các lãnh thổ này trong bối cảnh phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng về nhân lực. Trong khi đó, Nga đã đạt được những bước tiến quan trọng về phía trung tâm vận tải Pokrovsk. Việc kiểm soát đứng nơi này có thể gây ra sự hỗn loạn cho hậu cần của Ukraine và mở ra những hướng tấn công mới. Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Sau khi các cuộc không kích của Nga gây thiệt hại lớn đến năng lực sản xuất năng lượng, chính phủ cũng phải đối mặt với những thách thức kinh tế ngày càng gia tăng và lần đầu tiên có kế hoạch tăng thuế thời chiến để bù đắp khoảng thiếu hụt ngân sách khoảng 12,2 tỷ đô la Mỹ cho quân đội trong năm nay. Thiếu tướng Abdi nói với Sputnik vào hôm 22 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn một nửa số thiết bị quân sự được sử dụng trong cuộc tấn công vào vùng Kursk, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm ác mát của Nga cho biết. Ông Alaudinov nói Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể do bị Nga chặn lại và phá hủy vũ khí. Họ đã mất hơn một nửa số vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công này, do đó tôi tin rằng trận chiến Kursk rất khó khăn đối với họ. Cuối cùng, xét đến việc nhiệm vụ không được hoàn thành có thể cho rằng đó là một thất bại. Vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 100 khu định cư và hơn 1.300 km vuông lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi động thái này là hành động khiêu khích quy mô lớn nhằm vào dân thường và tuyên bố sẽ có phản ứng thích đáng. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc phản công trong thông báo vào ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe bọc thép chở quân, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 8 hệ thống HIMARS, 6 MLRS do Mỹ sản xuất, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và nạp đạn, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm đa đa phản pháo, 2 trạm đa đa phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và một xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như là một xe cứu hộ bọc thép. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Rất khó để có một bên thứ ba xác minh thông tin do một trong hai bên của cuộc chiến công bố, vì đó có thể là đòn tâm lý chiến. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực. Trên thực tế, vụ tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga cho đến nay vẫn chưa đạt được một trong những mục tiêu chính, chuyển hướng quân đội Nga khỏi tên tuyến miền Đông nhằm định hình lại chiến trường. Mặt khác, Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực lên Kursk và đang để lại tiền tuyến miền Đông với đầy những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt khi Nga liên tiếp đạt được đa tiến trong thời gian qua. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Mỹ nhận định rằng Nga dường như đang quyết tâm giành được Pokrovs bằng việc trì hoãn dồn lực lượng đẩy quân Ukraine khỏi Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khi đó nhận định cuộc tấn công Kursk là một phần quan trọng trong chiến lược của Kiev và sẽ được đưa vào kế hoạch chiến thắng mà ông dự định sẽ thảo luận với Mỹ vào thời gian tới. Kadip Independent đưa tin trong cuộc phỏng vấn với tờ The New Yorker hôm 22 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch tấn công xuyên biên giới và vùng cất của quân đội Ukraine đã đạt được một số thành công, chủ yếu là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chiến dịch này có thành công hay không, nhà lãnh đạo Ukraine bất ngờ thừa nhận rằng còn quá sớm để đánh giá tình hình Chiến dịch này đã làm chậm bước tiến của Nga và buộc họ phải di chuyển một số lực lượng của mình đến Kursk với số lượng khoảng 40.000 quân. Các chiến binh của chúng tôi ở phía đông cho biết rằng họ ít bị tấn công hơn, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky nói thêm, tôi không nói rằng đó là một thành công vang dội hay là sẽ mang lại kết thúc cho cuộc xung đột hay kết thúc cho tổng thống Nga Vladimir Putin. Những gì chiến dịch ở Kursk đã làm được là cho các đối tác của chúng tôi thấy Ukraine có khả năng làm được gì. Cũng theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đang tiếp tục cung cấp thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người dân Nga bị mắc kẹt trong khu vực giao tranh. Ông lưu ý rằng những người này được tự do rời đi, mọi hành lang cần thiết đều mở và họ có thể đến nơi khác ở Nga, nhưng họ không làm như vậy. Theo giới chức Ukraine, kể từ khi phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới ở vùng Kursk vào ngày 6 tháng 8, quân đội nước này đã thành công giành quyền kiểm soát hơn 100 khu định cư, tương đương khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cũng cho biết hoạt động ở khu vực Kursk của quân đội Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp cuộc phản công của Nga. Ông Oleksiy Dmitrovskivsky, người phát ngôn viên của chính quyền quân sự Ukraine tại Kursk, tuần trước cũng thông tin rằng cuộc phản công của lực lượng Nga tại vùng biên giới Kursk nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ do Ukraine nắm giữ đã bị chặn lại. Trong khi đó, Nga lại đưa ra những thông tin hoàn toàn trái ngược về tình hình giao tranh ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ tính riêng trong ngày 22 tháng 9, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của địch vào các khu định cư Mariefka, Malea Loknia và Bolsaya Obukhivka. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá qua biên giới Nga hướng tới các khu định cư Noviput và Medvedev cũng bị ngăn chặn. Máy bay chiến đấu của Nga tiếp tục tấn công các khu vực triển khai quân đội Ukraine gần 20 khu định cư ở vùng biên giới Kursk của Nga và 13 khu định cư ở vùng Sumy. Tính từ ngày 16 tháng 8, Ukraine được cho là đã mất hơn 16.000 quân nhân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe bọc thép chở quân, 795 xe bọc thép, 492 xe cơ giới, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 4 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và nạp đạn, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm đa, đa phản pháo, 2 trạm đa, đa phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và một xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như một xe cứu hộ bọc thép. Kênh Military Summary đưa tin, theo hướng Kupiansk, quân đội Nga RFAF đang tiến ngày càng xa hơn về phía sông Oskin họ sắp chia mặt trận Kupiansk thành hai phần. Điều này sẽ khiến hậu cần của lực lượng Kiev trở nên khó khăn hơn đáng kể ở cả hai khu vực. Cùng lúc, lực lượng Moscow bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ ở Nevsk và các ngôi làng xung quanh. Khu vực giữa Makivka và Nevsk được cho là nằm dưới sự kiểm soát của EDF-AF. Tại New York, lực lượng mặt đất của Nga đã tiến lên vài km về phía Bắc và chiếm lĩnh nhiều vị trí, đồng thời họ vẫn đang tiếp tục gây áp lực ở Todes trên hướng Pokrovsk tình hình cũng đang trở nên ngày càng nguy cấp đối với quân đội Ukraine AFU. lực lượng Moscow tiếp tục cố gắng vượt qua Zelidov và các hoạt động chuẩn bị pháo binh cũng đã bắt đầu ở Hinnik ý đồ của EDFAF là sử dụng hỏa lực ồ ạt để làm mềm chiến trường trước khi bộ binh xung phòng Khu vực ở phía tây Hoche cũng được cho là đã bị RFAF chiếm giữ và tình hình ở ngôi làng phía nam Maximilianipka đang xấu đi. Đây là ngôi làng cuối cùng án ngữ phía trước Kurakove. Kênh Tidokka cho biết, đến cuối tuần thứ ba của tháng 9, các khu vực quan trọng nhất trên bản đồ mặt trận vẫn là hướng Kurs, Torres và Kurakove. Trong suốt tuần qua, giao tranh tiếp tục diễn ra trên mặt trận Kurs tại các quận korenepsky và Gluskovsky, nhưng kém sôi động hơn trước lực lượng kiev đã nhận thức được mối đe dọa rõ ràng đối với mặt trận phía bắc vùng kiểm soát của họ tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ trên giải volfino new Way. điều động tiếp viện nhưng họ đã bị chặn đứng không thể tiến xa hơn vestjoli rfaf tiếp tục gây áp lực lên afu tại sút từ phía đông nam họ giành lại boki và bắt đầu đột kích pleikovo ở Torres, Ukraine đang sụp đổ ở các trung tâm thành phố với mũi thọc sâu của Nga phát triển nhanh chóng, cũng như tại tiểu khu Zabanka phía nam nơi chia cắt các đường hậu cần của IFO. Cùng lúc, một khu trung gian có thể nhìn thấy rõ ràng lực lượng Moscow bắt đầu đi vòng qua thành phố ở ngoại ô phía tây nam Leonidovka nơi RFAF đã đổ bộ thành công và giành được chỗ đứng. Có video xác nhận điều này. Theo hướng Kurakhove, Ukans cuối cùng đã được đặt dưới lá cờ của Nga. Từ đó, họ bắt đầu di chuyển theo hai mũi xung kích ở phía nam tới Konyak và về phía tây đến Tersu Kurino, cũng như là đường cao tốc quan trọng chiến lược. Kênh Avi Voenkori xác nhận một bước đột phá mạnh mẽ của lực lượng Moscow hướng về Kurakhove. Họ chỉ còn cách thành phố 3 km, hoàn thành việc đánh bại AFU ở Ochom và Maximilianivka. Những thành công của Nga cũng được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine công nhận. RF-AF đã kiểm soát khu vực phía tây nam Krasnogorovka. Họ thực tế đã chiếm được Ostroje và đang tấn công Maximilianivka sau khi đã chiếm được hơn một nửa ngôi làng. Các đơn vị Nga đã bỏ qua Maximilianivka từ phía Bắc. Điều này gây ra mối đe dọa về khả năng thất thủ sắp xảy ra đối với lực lượng Kiev. Nhìn chung, Nga còn khoảng 3 km từ phía tây Ochoco đến ngoại ô Kurakove. Mặc dù hiện tại, xét theo bản đồ, có nhiều mối đe dọa hơn đối với vàng dầu nằm ở phía Bắc, nơi AFU nắm giữ dựa vào Kurakove và Goniak, nơi giao tranh đã diễn ra. Các nguồn tin Ukraine cho biết, các binh lính AFU viết rằng lực lượng Moscow đã tiến về phía Alexandropol, tức là họ đang tấn công căn cứ phía Nam của phần nhô ra nói trên. Theo kênh thì Ba, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng Kursk. Ngoài việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine và phát động các cuộc phản công, lực lượng Moscow cũng đang tập kích các khu vực phía sau của đối phương ở Sumy. Tại Sapos, Nikovo, một cuộc tấn công của tên lửa Iskander đã đánh trúng một vị trí triển khai tổ hợp pháo phản lực HIMARS và một kho đạn dựa của Ukraine. Ngoài ra, hạ tầng năng lượng và các cơ sở khác trong trung tâm khu vực thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tại quận Goloskovo, lực lượng Kiev tiếp tục cố gắng tiếp cận trung tâm quận từ hướng Noviput và Medveze. Có báo cáo rằng lính công binh Ukraine đang dọn đường qua các bãi mìn để tiếp tục cuộc tấn công. Liên tục các cảnh quay làm rõ quy mô của các cuộc tấn công của AFU khi họ đã đưa một số lượng lớn nhân sự và xe bọc thép, bao gồm cả xe do nước ngoài sản xuất, và đến khu vực này, đặc biệt ở phía đông nam Veseloye, một chiếc Leopard 2A6 khác đã bị phá hủy. Tại quận Korenevo, Nga đã tấn công bằng UAV vào các vị trí và thiết bị của Ukraine ở Onhopka và trong khu rừng gần Kremianoje. Tại khu vực này, một nỗ lực phản công của AFU ở phía tây Lyubimovka cũng đã bị ngăn chặn. Tại khu vực Zelenysliak, một cuộc tấn công bằng UAV Lancet đã phá hủy một khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine. Việc AFU đang đưa thêm xe bọc thép và pháo binh vào lãnh thổ Nga cho thấy ý định khá nghiêm túc của họ là trụ lại ở Kursk càng lâu càng tốt. Tại quận Sút Già, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Dariino và Nikolaevo Dariino. Việc Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực này sẽ mở đường cho một cuộc tấn công hướng tới Sverlikovo. Kênh Tiba cho biết lực lượng Moscow đã tấn công vào các mục tiêu của đối phương ở Khmelnytsky, Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkov. Các đội hình của Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea trong hai ngày liên tiếp, đồng thời họ cũng tấn công các kho đạn dược của Nga ở Krasnodar và Tiver. Theo hướng Liman, Nga giành quyền kiểm soát Nevsky tiến về phía tây gần 4 km và phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương ở khu vực khe núi Zurabka. Theo hướng Oleksandro Kalinovo, lực lượng Moscow chiếm giữ Nelepoivka và tiến hành cuộc tấn công vào trung tâm Leonidivka. Ngoài ra còn có những thành công trên các đường tiếp cận đến khu vực trung tâm đô thị của The Zizins. Trên khu vực Pogrovs, EDFAF đã kiểm soát Krodzija tiến về phía Krasnaya và Mikolaivka. Ở Donetsk, Nga đã hạ gục Ochove tiến về phía trại cải tạo Selidovo tham gia vào các trận chiến danh quân kiểm soát nơi này. Trên hướng nam Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến về phía tây bắc Upleda ở khu vực Prechitipka và Zolotaniva. Theo hướng Vremivka, cấu hình ở khu vực Makarivka đã được làm rõ, nơi lính công binh Nga đã cho nổ tung một cây cầu ở phía nam lối vào làng. Kênh Avivon Kori nhận định Upleda sẽ sớm bị bảo vệ khi lực lượng Moscow đã vượt sông Klas Lagax đột kích về phía tây Upleda, đe dọa hình thành một nồi hầm lớn. Những gọng kìm của Nga nhanh chóng siết chặt quanh Ukraine. Theo đó, kênh Dipset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, đã công bố một bản đồ cho thấy những thành công đáng kể của quân đội Nga trên hướng Nam Donetsk. RFAF tiếp tục các cuộc tấn công thần tốc, đột nhập thành công vào trận địa phòng thủ của đối phương xung quanh thành phố quan trọng chiến lược Ukraine. Họ vượt qua Ukraine và tự tin áp sát gọng kìm bao vây lực lượng Kiev. Các đơn vị Nga đang nhanh chóng tiến quân từ khu vực Brest-Topka mới được kiểm soát ở phía bắc sông Klaslagek theo hướng đông và đông bắc, đột nhập vào các vành đai rừng phía tây Úc Lê với mục đích phát triển tiếp về phía bắc, tức là cắt đứt hậu cần. Bây giờ, quân Nga với các phương tiện chiến đấu bộ binh đã bắt đầu chọc thùng đội hình phong ngự phía trên Prechitovka theo hướng Boko các cắt đứt hậu cần đến thành phố, nguồn tin quân sự Ukraine viết vào tối ngày 22 tháng 9. Trong hai ngày qua, lực lượng Moscow đã chiếu hàng loạt video về các cuộc tấn công vào vành đai rừng của đối phương trong một khu vực rộng lớn tới 6 km và ở độ sâu tới 3 km. Có những trận chiến ác liệt, AFU đang rút lùi. Ở cánh phải phía sau mỏ Yudnodonbaskaya số 3 và phía bắc Vodyanoy, quân Nga cũng đang tiến công, tiến về phía trước và giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Ông Bunyatov, một sĩ quan có tiếng thuộc tiểu đoàn Aida của Ukraine, thừa nhận điều này có nghĩa là thành phố sẽ sớm bị bao vây. Cơ hội giữ vững vị trí trong những điều kiện như vậy không mấy khả quan, đặc biệt là khi xét đến nỗ lực của Nga phát triển về phía đường Bohoyablenka, Upleda. Ông nhấn mạnh, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải rút lui khỏi thành phố hoặc đối mặt với tình trạng bị bao vây. Tôi hy vọng là giới lãnh đạo cấp cao không chỉ dựa vào các báo cáo từ các chỉ huy địa phương vốn có thể là đã lỗi thời mà còn dựa vào các nguồn bên ngoài. Trong khi đó, Calibrate Maps đưa tin lực lượng Moscow đã tiếp cận Ukraine và có khả năng đã tiến vào thành phố pháo đài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin ban đầu cần kiểm chứng thêm. Ukraine Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 22 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày Chủ nhật, 121 trận giao tranh đã diễn ra, đối phương tấn công mạnh nhất theo hướng Pokrovsk, đồng thời thả 27 quả bom dẫn đường xuống khu vực Kursk. Báo cáo viết đã xảy ra 121 cuộc động độ, Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa với hai tên lửa, 52 cuộc không kích, đặc biệt sử dụng 71 quả bom KAB và 625 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời thực hiện hơn 3.900 lần pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Siversky, Gramatos, Torres, Kurekhove, Vremevsky và Dnipro. Hoạt động ở khu vực Kursk vẫn tiếp tục, máy bay Nga vẫn tiếp tục oanh kích bằng bom dẫn đường trên không đối với 16 trận, sử dụng 27 bom dẫn đường. Đối phương đang tấn công mạnh ở Pokrovsk. Trong ngày tổng cộng 27 hành động tấn công đã được thực hiện, theo ước tính sơ bộ, binh sĩ Ukraine đã tiêu diệt 145 binh sĩ Nga và làm bị thương 163 người khác, nhiều vũ khí phương tiện của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, báo cáo viết. Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 79 Tavi Cheskaya trên Facebook cho biết Nga đã mở cuộc tấn công lớn vào các vị trí của đơn vị gần làng Konstantinovka ở Donetsk bằng 14 xe bọc thép cùng với 6 bộ binh và 6 xe tăng nhưng không thành công. RFAF không tạo được bất ngờ, lính dù của lữ đoàn 79 đã nổ súng vào đoàn quân đối phương ngay cả khi trước khi họ bắt đầu tiến lên. Pháo binh UAV tấn công, hệ thống tên lửa chống tăng bãi mìn đồng loạt khiến quân nga một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của lính dù ukraine báo cáo cho hay trong trận chiến ukraine đốt cháy hai xe tăng và hai xe bọc thép cùng nhiều binh sĩ của đối phương một chiếc xe tăng khác bị bắn trúng các thiết bị khác phải bỏ chạy vội vã European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Russem Umerov trong một cuộc phỏng vấn cho biết Ukraine kỳ vọng các đối tác của mình sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp và cũng đang đàm phán về tiêm kích xa áp GAS-39 Gripen của Thụy Điển và Eurofighter Typhoon của Đức và Anh. Đặc biệt, ông Umerov thông báo các cuộc thảo luận về những cam kết hoặc tham vấn vẫn tiếp tục với chiến đấu cơ Gripen cũng như là Eurofighter v.v. Chúng tôi đang thảo luận về thời điểm chúng tôi sẽ bắt đầu và sớm có kết quả. Theo ông, Ukraine trước đây tập trung vào việc đào tạo phi công, cơ sở hạ tầng máy bay chiến đấu và nền tảng tác chiến, nhưng đang hướng tới việc giành được ưu thế trên công trước Nga. Nói về việc đàm phán về đối tác nước ngoài về cung cấp máy bay, Bộ trưởng lưu ý đối phương sử dụng tới 300 máy bay, 300 trực thăng nên chúng tôi giải thích cho đối tác biết là chúng tôi cần bao nhiêu lữ đoàn hoặc cánh quân. Chúng tôi cũng phải giải thích hợp lý cho họ là nền tảng nào. Chúng tôi cần những vũ khí mà họ nên chuyển giao. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng ý tưởng của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không ủng hộ kế hoạch chiến thắng do Ukraine đề xuất là khủng khiếp vì nó sẽ dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài với nhiều người chết. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý kế hoạch chiến thắng được phát triển có tính đến sự hỗ trợ của ông Biden. Nếu ông ấy không muốn ủng hộ thì tôi không thể ép buộc. Nếu ông ấy từ chối thì chúng tôi phải tiếp tục sống theo kế hoạch B mà Ukraine đang tiến hành và điều đó thật là đáng tiếc, ông Zelensky nói. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như ông Biden không ủng hộ kế hoạch chiến thắng, ông Zelensky đáp đây là một ý tưởng khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là ông Biden không muốn kết thúc chiến tranh theo cách tước đi chiến thắng của Nga và chúng ta sẽ có một cuộc chiến rất dài, một tình huống bất khả thi, mệt mỏi sẽ dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Ông nói thêm, nói như vậy tôi không thể nào chê trách Tổng thống Biden bất cứ điều gì. Suy cho cùng, ông ấy đã có một bước đi lịch sử mạnh mẽ khi quyết định hỗ trợ chúng tôi ngay từ đầu cuộc chiến. Điều này đã khiến các đối tác khác cũng làm như vậy. Chúng tôi ghi nhận thành tựu to lớn của ông Biden về việc này. Nước đi này của ông ấy đã là một thắng lợi lịch sử rồi. Trang tin Sohu của Trung Quốc ngày 21 tháng 9 đưa tin kể từ khi quân đội Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk vào ngày 6 tháng 8, quân đội Nga đã tổ chức các trận đánh chặn. Các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-57 và Su-34 đều tham gia không kích. Đáng lưu ý, Nga đã điều động 40.000 binh sĩ để phát động phản công từ ngày 10 tháng 9, không chỉ ngăn chặn hiệu quả đa tiến của quân đội Ukraine mà còn tái giành quyền kiểm soát hơn 10 ngôi làng. Sohu dẫn một bài viết đăng trên tờ Komsomolskaya Pravda, gọi tắt là tờ KP của Nga, vào ngày 20 tháng 9 cho biết quân đội Nga ở miền Bắc tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi các khu định cư ở Kursk, bao gồm Liubimovka, Darino, Zelenysliak, Nikola Levo Tonsoluk, Malia Lopnia và Plekovo. Trong thời gian này, lực lượng Ukraine cũng tìm cách mở các cuộc tấn công theo hướng khu định cư Kremianoye, Liubimovka, Malia Lopnia, nhưng các cuộc tấn công của họ đều bị quân Nga đẩy lùi. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine ở khu rừng biên giới và lực lượng dự bị của họ ở khu vực Sumy đều bị loại khỏi vòng chiến đấu. Theo KP, Thiếu tướng Abdi Alaudinov, Al chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, kiêm phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, do quân đội Ukraine chịu tổn thất quá nặng ở Kursk, nên trong ngày 20 tháng 9, khoảng 60 binh sĩ của họ đã từ chối chiến đấu và đột ngột tháo chạy khỏi mặt trận này. KP lưu ý, do Nga tăng cường phản công quyết liệt nên Ukraine phải hứng chịu tới hàng trăm thương vong mỗi ngày. KP dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, kể từ khi trận chiến Kursk bắt đầu, quân đội Ukraine đã tổn thất tổng cộng hơn 15.300 binh sĩ, 780 xe chiến đấu bọc thép, 471 phương tiện, 115 khẩu pháo, 124 xe tăng cùng nhiều trang thiết bị khác, bao gồm cả hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Tờ này nhận định quyết định sai lầm của Kiev đã khiến tỷ lệ thương vong của quân đội Ukraine tăng cao. Đáng lưu ý, giữa lúc hàng nghìn binh sĩ Ukraine thương vong ở Kursk, thì xung đột nội bộ lại nổ ra giữa các quan chức hàng đầu Ukraine. Vào ngày 20 tháng 9, tờ Shanna của Ukraine đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Umerov cùng Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirill Budanov có thể sẽ bị cách chức do bất đồng với tránh văn phòng Tổng thống Andriy Demak, người được cho là có quyền lực chỉ sau Tổng thống Volodymyr Zelensky, KP cho hay. Về phía Nga, khi phát biểu trước các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh quân đội Nga sẽ giành lại quyền kiểm soát tại Kursk một cách kịp thời. Ông Peskov nhấn mạnh quân đội của chúng tôi đang làm nhiệm vụ của mình, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, quyền kiểm soát sẽ được khôi phục. Trước đó, hôm 20 tháng 8, hãng thông tấn nhà nước Benta của Belarus tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ mật lệnh đánh đuổi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10 mà không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Nga ở Donbass. Tuy nhiên, sau đó, giới quan sát cho rằng do diễn biến tình hình phức tạp, Nga có thể sẽ đạt mục tiêu đánh bật Ukraine khỏi Kursk trước thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm 107 năm cách mạng tháng 10 Nga. Ngày 7 tháng 10 năm 1917, đến ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin do truyền thông Nga và Trung Quốc đưa ra. Kênh phân tích Deepset có mối liên hệ với quân đội Ukraine vào ngày 22 tháng 9 thông báo lực lượng Ukraine đang đạt được bước tiến ở khu định cư Kamisipka tại Kursk nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công điểm triển khai lực lượng Ukraine ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk của Nga và 13 khu định cư ở tỉnh Sumy, Ukraine. Trích thông báo, máy bay, pháo binh, bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới số 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công số 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như là lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga cũng đã tấn công khu vực triển khai của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41, lữ đoàn tấn công số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần 13 khu định cư ở tỉnh Sumy. Tỉnh Sumy thuộc Ukraine giáp tỉnh Kursk thuộc Nga. Tại Kursk, cụm quân phía bắc của Nga đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Marivka, Malaya Loknia và Bolsaya Obukhivka. Nhóm chiến đấu tiếp tục các hoạt động tấn công, loại bỏ các đơn vị của lữ đoàn cơ giới số 22 41, 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công số 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 của quân đội Ukraine, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 gần các khu định cư Liubimovka, Daryino, Noviput, nikolajevo Daryino, Tosiluk, Malia-Loknia và Plekovo. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công xuyên biên giới Nga hướng tới các khu định cư Noviput và Medvezie đã bị ngăn chặn. Trong ngày, Ukraine đã mất hơn 380 quân nhân, 11 xe chiến đấu ở Kurs, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép, cùng 3 hệ thống pháo binh, một trạm tác chiến điện tử, một xe đà phá bom mìn và 14 ô tô, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tổng thiệt hại của Ukraine ở Kursk đã vượt qua 16.000 quân nhân với 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở bộ binh bọc thép, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống phóng loạt, 8 hệ thống HIMARS, 8 hệ thống phòng không, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm đa đa phản pháo, 2 trạm đa đa phòng không, 17 xe công minh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và một xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như một xe cứu hộ bọc thép. Máy bay chiến đấu Nga dồn dập khai hỏa, Ukraine mất hơn 16.000 quân ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 22 tháng 9 tuyên bố máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân của Ukraine gần 20 khu định cư ở vùng biên giới Kursk của Nga và 13 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay, pháo binh và bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí của Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới số 22, 41, 61 và 115 xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 gần các khu định cư Gujevo, Kozakia, Loknia, Kolmakov, Lyubimovka, Malaya Loknia, Melovoy, Malaya Obukhovka, Medvezie, Noviput, Novaya Sorokzina, Novoy Vanovka, Olovka, Ruskore Poreknoye, Svelikovo, Pravda, Tonsiluk, Chekaskaya Konopenka và Yudnik. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công các khu vực triển khai và dự bị của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41 và 115, các cầu vượt tấn công 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Belopolie, Bojarolezachi, Bondarevchina, Glukov, Zurabka, Obody, Bremoga, Pavlovka, Reki, Radkovka, Sumy, Salikino và Koten ở vùng Sumy. Nga từng cáo buộc Ukraine đưa quân và thiết bị từ vùng biên giới Sumi của Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong một ngày các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương vào các khu định cư Marijevka, Malaya Loknia và Bolsaya, Obukhivka. Đối phương đã mất tới 20 quân, gồm những người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới đã bị đẩy lùi ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh của lực quân Nga, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới Nga hướng tới các khu định cư Novibut và Medvedev đã bị ngăn chặn. Đối phương mất tới 40 binh sĩ, hai xe bọc thép, một xe dọn chứa ngại vật và hai ô tô. Năm binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong ngày 22 tháng 9, Ukraine đã mất hơn 380 quân và 11 xe chiến đấu, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở quân bọc thép. 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống pháo phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và xe tải, 31 hệ thống tác chiến điện tử, 7 hệ thống ta đa phản pháo, 2 hệ thống ta đa phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chứng ngại vật và 1 xe gia phá bom mìn UR-77 cùng 1 xe cứu hộ bọc thép. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào ngày 20 tháng 9 tuyên bố quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ để giành lại quyền kiểm soát tất cả các khu vực ở tỉnh Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10. Chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc là phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel gần đây đã tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban theo những cách mà phong trào này không thể ngờ tới trong những ngày gần đây israel đã giáng loạt đòn tập kích vào hezbollah theo cách họ không thể ngờ tới nếu hezbollah trước đây chưa hiểu thông điệp này tôi cam kết họ sẽ phải hiểu thông điệp đó ông netanyahu nói thủ tướng israel cũng cam kết sẽ cho phép người dân phía bắc trở về sau khi phải sơ tán do các cuộc tấn công của hezbollah ở liban không quốc gia nào có thể dung thứ cho việc phóng rocket vào công dân và các thành phố của họ, Israel sẽ không dung thứ cho điều đó. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để khôi phục an ninh, ông Netanyahu nói. Ông Netanyahu đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng giữa Hezbollah và Israel đang gia tăng. Ngày 22 tháng 9, Israel và Liban đã có cuộc đọ súng dữ dội khi các chiến đấu cơ của Israel thực hiện cuộc ném bom dữ dội nhất ở phía nam bang trong gần một năm chiến tranh. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tấn công tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở phía bắc Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công khoảng 290 mục tiêu vào ngày 21 tháng 9, bao gồm hàng nghìn súng phóng tên lửa của Hezbollah. Ten Aviv tuyên bố họ sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của lực lượng ở bang. Các cuộc tấn công này diễn ra chưa đầy 48 giờ sau cuộc không kích của Israel nhằm vào các chỉ huy Hezbollah ở vùng ngoại ô thủ đô Liban. Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng trong cuộc không kích này đã tăng lên 45 người vào ngày 22 tháng 9. Trước đó, hàng nghìn máy nhắn tin và thiết bị liên lạc khác của Hezbollah đã phát nổ trong một cuộc tấn công mà phong trào này đã cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công này đã tăng lên 39 người với trên 3.000 người bị thương. Israel vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận đứng sau các cuộc tấn công trên. Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi nước này đồng ý ngừng bắn ở Gaza. Song giới chức lập luận điều này khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Israel cũng muốn Hezbollah ngừng bắn và rút quân khỏi khu vực biên giới, tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã ký với Israel vào năm 2006 bất kể thỏa thuận nào về Gaza. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant Tuyên bố Israel sẽ mở giai đoạn chiến tranh mới ở biên giới phía Bắc, ông nói, trình tự các hành động trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu của chúng tôi, người dân phía Bắc được trở về nhà an toàn. Hàng chục nghìn người đã rời bỏ nhà cửa ở cả hai phía biên giới Israel-Liban kể từ khi Hezbollah bắt đầu nã tên lửa vào Israel hồi tháng 10 năm 2023 để bày tỏ sự ủng hộ người Palestine ở Gaza. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công các khu vực triển khai quân đội Ukraine ở gần 20 khu định cư thuộc vùng biên giới Kurs và 12 khu định cư thuộc vùng Sumy. Báo cáo cho biết, máy bay pháo binh và lục quân Nga đã tấn công vào các khu vực triển khai quân đội và vũ khí của Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, cũng như Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 gần các khu định cư Gujevo, Kozakia Loknia, Kolmakov, Liubimovka, Malaya Loknia, Melovoy, Malaya Obukhovka, Medvezie, Noviput, Novea Soropsina, Novoy Oloka, Olovka, Plekhovo, Ruskoreporeknoye, Svelikovo, Pravda, Tonsilov, Chekaskaya, Konopenka và Yudny. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công các khu vực triển khai và dự bị của các trung đoàn cơ giới số 21, 22, 41 và 115, các cầu vượt tấn công số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Belopolje, Boyarolezachi, Bondarestina, Glukov, Zurabka, Obodi, Premoga, Pavlovka, Reki, Sumi, Salikino và Koten ở vùng Sumi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong ngày, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Majevka, Malea Loknia và Bolsaya, Obukhivka. Đối phương mất tới 20 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương. Theo bộ này, nhóm tác chiến tiếp tục các hoạt động tấn công và tiêu diệt các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công số 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của Ukraine gần các khu định cư Liubimovka, Darino, Noviput, Nikolayevo, Darino, Tonsiluk, Malea Loknia và Plekovo. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá qua biên giới Nga hướng tới các khu định cư Novibut và Medvezie đã bị ngăn chặn. Trong hoạt động này, Ukraine mất 40 binh sĩ, hai xe bọc thép, một xe dọn chướng ngại vật và hai xe quân sự. Năm binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động chiến đấu ở khu vực Kursk, Ukraine được cho là đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe bọc thép chở quân, 795 xe bọc thép, 492 xe cơ giới, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống tên lửa phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và nạp đạn, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm ta đa phản pháo, 2 trạm ta đa phòng không, 17 xe công bình, bao gồm 10 xe dọn chứa ngại vật và 1 xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như 1 xe cứu hộ bọc thép. Trong tuyên bố vào ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M của nước này đã bắn trúng bệ phóng HIMARS gần khu định cư Saposkinovo, nằm cách biên giới Sumy khoảng 10 km về phía nam. Kết quả cuộc tấn công, một bệ phóng HIMARS, hai xe an ninh và kíp vận hành đã bị tiêu diệt. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS. Washington đã cung cấp cho lực lượng Kiev ít nhất 39 bệ phóng HIMARS kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Đức đã hứa mua thêm 3 bệ phóng nữa cho lực lượng Kiev vào đầu năm nay. Các bệ phóng này thường được trang bị tên lửa dẫn đường GPS GMLRS dòng M30-M31 có tầm bắn hơn 70 km hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS có tầm bắn từ 165 đến 300 km tùy theo phiên bản. Quân đội Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS của Ukraine. Ngoài ra, các phương tiện phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã làm giảm đáng kể hiệu quả của các hệ thống này lực lượng Kiev đã triển khai nhiều bệ phóng HIMARS còn lại của mình đến Sumy kể từ tháng 8 năm 2023 để hỗ trợ cuộc tấn công đang diễn ra tại Kursk. Đây hóa ra là cơ hội để quân đội Nga xóa sổ bất cứ thứ gì còn sót lại của các hệ thống này. Ít nhất, bệ phóng đã bị phá hủy ở khu vực này. Trong khi đó, tên lửa Iskander, định danh NATO gọi là SSX-26, là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch chiến thuật hiện đại nhất được trang bị trong quân đội Nga hiện nay. Khác hoàn toàn với tất cả các chủng loại tên lửa đạn đạo đã từng được biết đến trước đó, kẻ huy diệt tăng hình tên lửa Iskander được chế tạo trên cơ sở công nghệ tăng hình độc đáo của riêng người Nga, công nghệ tăng hình Plasma. Phiên bản Iskander-M được cho là vũ khí lợi hại nhất của Nga, có khả năng nhanh chóng vô hiệu hóa các thành phần của hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ. Iskander M có tầm bắn gần 500 km, có thể được trang bị nhiều đầu đạn thông thường khác nhau, bao gồm đầu đạn chùm, đầu đạn nổ tăng cường, đầu đạn phân mảnh, đầu đạn xuyên đất để phá hủy bong ke và thiết bị sung điện tử cho nhiệm vụ chống đa Ngoài tầm bắn cùng, Iskander M còn sở hữu những khả năng đặc biệt khiến phương Tây có lý do để lo lắng về sức mạnh đáng sợ của loại tên lửa này. Đạn tên lửa Iskander-M bắn ra sẽ xóa sạch mục tiêu mà chúng hướng tới, bao gồm từ hệ thống pháo mặt đất, công sự, bến cảng, đài chỉ huy quan Sartada cho tới sân bay kho hậu cần. Ukraine ngày 21 tháng 9 cho biết họ đã tấn công hai kho vũ khí của Nga ở khu vực Krasnodar phía nam và Tver phía tây, trong khi Moscow tuyên bố phải sơ tán hơn 1.000 người. Ukraine thường tấn công cơ sở hạ tầng sâu trong lãnh thổ Nga bằng UAV nội địa, trong bối cảnh họ bị phương Tây cấm sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện các vụ tập kích như vậy. Kiev tuyên bố đã tấn công một kho đạn gần thành phố Tikhorev ở Krasnodar. Ukraine gọi đây là một trong ba căn cứ chứa đạn dược lớn nhất của Moscow, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Kho đạn này nằm cách tiền tuyến hơn 300 km và được cho là chứa một lượng lớn đạn dược hạng nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Ukraine ước tính cơ sở này chứa 2.000 tấn vũ khí. Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho vũ khí ở làng Oktyavki thuộc vùng Tever gây ra một vụ cháy và nổ. Thống đốc vùng Krasnoda, Veniamin Konradyev, đã thông báo sơ tán 1.200 người sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra một vụ cháy gần Tikhorev. Một số hình ảnh từ hiện trường cho thấy các đám cháy bốc lên cao. Cách đó vài ngày, Ukraine đã tuyên bố tấn công vào kho đạn lớn của Nga ở Toropet. Theo Forbes, cả hai vụ tấn công vào Toropet và Tikhorev đều đủ lớn để tạo ra được hai vụ động đất cỡ nhỏ. Forbes nhận định các cuộc đột kích kho đạn dược liên tiếp báo hiệu sự thay đổi trong chiến dịch tấn công sâu của Ukraine nhắm vào các mục tiêu chiến lược bên trong nước Nga. Trong các cuộc tập kích trước đó, Ukraine sẽ phóng UAV bay xa hơn 1.000 km vào sâu lãnh thổ Nga nhưng thường chỉ là các vụ tấn công quy mô nhỏ, không tác động đáng kể với các vũ khí tương đối không có sức công phá cao. Nói cách khác, các vụ tấn công trước đó thể hiện được khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine, nhưng chưa đủ tạo sự khác biệt. Trong khi đó, các vụ tấn công gần đây của Ukraine dường như có tính phá hủy lớn hơn, tập trung vào các UAV tầm bay không quá xa nhưng có uy lực mạnh hơn. Ngoài ra, Ukraine cũng tăng số lượng UAV trong một vụ tấn công lao xuống mục tiêu theo kiểu bầy đàn để đánh lạc hướng phòng không và gây ra hiệu quả phá hủy cao nhất. Một trong những UAV được Ukraine tin dùng là Pali Về bản chất, nó giống như một tên lửa được lắp động cơ phản lực và có cánh. Pali đã được phát triển trong hơn một năm qua và mới bắt đầu tham gia các vụ tấn công gần đây. Pali có động cơ phản lực tua bin AI-PBS-350 được PBS tại Cộng hòa Séc và công ty Itchenko Progress của Ukraine hợp tác phát triển. Động cơ aipbs 350 tạo ra lực đẩy 3.400 Newton, đủ để đẩy một tên lửa một tấn đi xa vài trăm km. Điều đó khiến Palianisia gần giống với tên lửa hành trình Neptune chạy bằng động cơ phản lực cánh quạt của Ukraine, ít nhất là về kích thước, tốc độ và tầm bắn. Điểm khác biệt đáng kể giữa Neptune và Palianisia là ở động cơ của chúng. Neptune tự hào có một động cơ phản lực cánh quạt hiệu quả nhưng đắt tiền. Động cơ phản lực của Palianisia có lẽ kém hiệu quả hơn nhưng cũng rẻ hơn Điều đó có nghĩa là Ukraine có khả năng chế tạo được nhiều Palianicia hơn. Sáng 22 tháng 9, quân đội Israel tuyên bố tấn công các mục tiêu Hezbollah sau khi tổ chức Hồi giáo này phóng hơn 85 quả rocket vào Israel. Báo tham ở Israel dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đang triển khai làn sóng tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban ngày 22 tháng 9. Quân đội Israel nói họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tấn công sau. Theo IDF, hệ thống phòng không của họ vẫn trong tình trạng báo động cao, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục và tăng cường không kích nhằm vào Hezbollah. Tuyên bố của IDF được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo Hezbollah phóng 85 rocket nhằm vào các khu dân cư của Israel. Reuters đưa tin quân đội Israel ngày 22 tháng 9 đã thực hiện cuộc ném bom dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ ở giải Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công khoảng 290 mục tiêu của Hezbollah, bao gồm nhiều bệ phóng rocket. Từ sáng sớm 22 tháng 9 theo giờ địa phương, các nhà chức trách Israel đã đóng cửa trường học, ban hành lệnh hạn chế tụ tập ở nhiều khu vực tại miền Bắc Israel và cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát. Các chiến binh Iraq được Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hướng về Israel vào sáng sớm 22 tháng 9. Từ tối 21 tháng 9, Tiếng còi báo động vang lên suốt đêm khi nhiều tên lửa và rocket được bắn ra từ Hezbollah và Iraq nhắm vào Israel. Phía Hezbollah cũng tuyên bố không kích căn cứ không quân Ramat David và một nhà máy sản xuất vũ khí của Israel bằng hàng chục tên lửa nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Liban. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah bùng phát trong vòng chưa đầy hai ngày sau cuộc không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut khiến 37 người thiệt mạng, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Hezbollah nói cuộc tấn công dữ dội hôm 20 tháng 9 của Israel đã giết chết 16 thành viên của họ, bao gồm thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Akin cùng một chỉ huy khác là ông Ahmed Wabi. Quân đội Israel tuyên bố họ đã tấn công vào một cuộc họp bí mật các thủ lĩnh trung đoàn biệt kích Radwan tinh nhuệ của Hezbollah và gần như phá hủy hoàn toàn hệ thống chỉ huy quân sự của nhóm này. Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn tuyên bố hôm 21 tháng 9 của Hezbollah cho biết, ngoài chỉ huy Ibrahim Akin, phó lãnh đạo lực lượng biệt kích Radwan của nhóm vũ trang Hồi giáo này đang bị Mỹ truy nã vì liên quan đến vụ đánh bom đại sứ quán ở thủ đô Liban năm 1983. Một chỉ huy cấp cao khác của lực lượng Radwan là Ahmed Wabi cũng bị hạ sát khi các tiêm kích Israel oanh tạc một tòa nhà ở ngoại ô phía nam Beirut hôm 20 tháng 9. Bộ Y tế Liban thống kê Tổng cộng đã có 31 người, bao gồm cả 3 trẻ em thiệt mạng và 6, 6 người khác bị thương trong vụ không kích nói trên. Lực lượng cứu hộ và các nhân viên y tế đã nỗ lực làm việc xuyên đêm để tìm cách cứu những nạn nhân còn sống sót và đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Theo truyền thông Israel, một nguồn tin tình báo đáng tin cậy đã cung cấp thông tin cho quân đội Israel về cuộc họp được lên kế hoạch của các lãnh đạo cấp cao thuộc lực lượng Radwan, dẫn đến vụ tấn công đẫm máu nói trên. Phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của các chỉ huy cấp cao Hezbollah, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải trả giá. Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 9 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau các vụ không kích của Israel vào thủ đô Liban, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó đã họp khẩn sau vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc cầm tay của Hezbollah ở Liban đầu tuần này, khiến ít nhất 37 người, bao gồm cả dân thường đã thiệt mạng, và khoảng 3.000 người khác bị thương. Trưởng ban nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Kertok lên án các vụ tấn công như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế. Tel hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc, tuy nhiên Hezbollah và chính phủ Liban cáo buộc tình báo và quân đội Israel đứng sau loạt tấn công này. Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tầm trung cho phi đội F-16 mới của Ukraine như một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 23 tháng 9. Tên lửa không đối đất này đã được không quân và hải quân Mỹ cùng một số đồng minh sử dụng, có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 112 km, giúp Ukraine nâng cấp đáng kể các loại vũ khí mà họ đang sử dụng để tấn công lực lượng Nga và cho phép họ thực hiện điều đó ở khoảng cách an toàn hơn. Gói viện trợ vẫn đang được hoàn thiện, bao gồm đạn pháo, rocket và tên lửa phòng không. Những nguồn thạo tin thừa nhận rằng thành phần của gói viện trợ vẫn có thể thay đổi trước khi thông báo chính thức được đưa ra. Quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối trả lời về thông tin trên. Đây cũng là gói viện trợ lớn nhất mà Mỹ gửi cho Ukraine kể từ tháng 5 và có thể là đợt rút vũ khí cuối cùng của Tổng thống Biden trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 30 tháng 5. Theo thẩm quyền do Quốc hội cấp, Mỹ rút vũ khí hiện có khỏi kho dự trữ và số tiền viện trợ sẽ được dùng để mua đạn dược và thiết bị thay thế. Theo Politico, Lầu Năm Góc đang làm việc với Quốc hội để chuyển số tiền còn lại trong thẩm quyền rút vũ khí của Tổng thống, còn 5,8 tỷ đô la Mỹ sang năm tài chính tiếp theo. Hiện chưa có thỏa thuận nào được ký kết vì các nhà lập pháp đang chật vật tìm cách tránh đóng cửa chính phủ vào ngày 1 tháng 10. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu không có ngân sách tạm thời nào được thông qua kịp thời. Dù không có tầm bắn như Kiev yêu cầu, các tên lửa mới vẫn sẽ cung cấp cho các phi công Ukraine một vũ khí mới mạnh mẽ tầm bắn hơn 112 km, sẽ cho phép phi công tránh xa tiền tuyến và lưới phòng không của Nga, mang lại cho Kiev cách thức mới nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng thủ và kho vũ khí tiền tuyến, làm phức tạp thêm các hoạt động của lực lượng Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21 tháng 9 cho biết việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2,5 năm với Nga phụ thuộc vào quyết tâm của các đồng minh phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cần thiết và cho phép sử dụng chúng. Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Zelensky cảm ơn quân đội đã tấn công một kho vũ khí mới ở Nga, dù không nêu rõ địa điểm. Theo hãng tin Reuters, ông cũng cho hay các cuộc họp vào tuần tới tại Mỹ là rất quan trọng để đảm bảo rằng Ukraine có đủ năng lực phòng thủ cần thiết. Ông dự kiến gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 4 tháng 10 tại Nhà Trắng. Kể từ khi phát động cuộc phản công ở khu vực Kursk, quân đội Nga đã liên tiếp tiến vào từ hai ngã phía đông và phía tây cho đến nay đã thu hồi được ít nhất 20 khu định cư và khoảng 230 km vuông lãnh thổ từ tay lực lượng Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 9 đã ký lệnh mở rộng quy mô lực lượng vũ trang Nga thêm 180.000 người nữa, đưa tổng số quân Nga lên tới gần 2,4 triệu, trong đó có 1,5 triệu người là lực lượng chiến đấu. Đây là đợt mở rộng quy mô quân đội lớn thứ ba của Nga kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine. Một mặt, điều này thể hiện quyết tâm của Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. Mặt khác, cũng có thể thấy rằng Nga đã phải chịu những tổn thất lớn. Một số chuyên gia phân tích, có lẽ Nga đã ý thức được nguyên nhân chính của việc họ bị Ukraine tập kích thành công ở tỉnh Kursk là do thiếu quân số phòng thủ, nên đã tuyên bố tăng thêm quân và muốn giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Đương nhiên, quân đội Ukraine cũng sẽ không ngồi yên chờ chết trước động thái lớn của quân đội Nga. Kể từ khi quân đội Nga phát động phản công ở Kursk, phía Ukraine đã thường xuyên mở các cuộc tấn công vào các thành phố gần biên giới Nga-Ukraine với ý đồ làm chậm lại bước tiến của quân Nga. Cần phải khẳng định rằng, hành động của quân đội Ukraine đã có tác dụng nhất định. Tốc độ phản công của quân đội Nga ở Kursk rõ ràng đã bị chậm lại. Để giải quyết vấn đề này, quân đội Nga đã thực hiện một động thái lớn thứ hai bên cạnh việc mở rộng quy mô lực lượng. Bộ Quốc phòng Nga và chính quyền địa phương tỉnh Kursk đã phát động một chiến dịch sơ tán quy mô lớn ở các khu vực Rich và Khomutovka. Cuộc sơ tán diễn ra trong một khu vực rộng khoảng 3.000 km vuông và cư dân của khoảng 50 thành phố thị trấn đã được di tản. Một số chuyên gia phân tích cho rằng mục đích của hoạt động này của quân đội Nga rất mạnh mẽ, rõ ràng là sơ tán dân thường để sau đó sẽ đối đầu trực diện với quân đội Ukraine tại đây. Quân Nga có rất nhiều lợi ích từ việc làm chống chiến trường. Trước hết, chiến thuật của quân Ukraine chủ yếu dựa vào các thị trấn, lợi dụng tâm lý ném chuột sợ vỡ bình của quân Nga khiến một số loại vũ khí họ có trong tay không thể phát huy được tác dụng. Sau khi dân thường được sơ tán, các hệ thống vũ khí tấn công chính xác tầm xa của quân đội Nga sẽ được sử dụng và phát huy tác dụng. Nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa siêu thanh, máy bay không người lái và chất nổ năng lượng cao, có thể được quân Nga sử dụng mà không cần lọt vào tầm hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không của đối phương để thực hiện đòn tiêu diệt chính xác các mục tiêu trọng điểm. Thứ nữa, quân đội Nga tiếp theo sẽ có thể chú ý hơn đến khả năng tác chiến hiệp đồng của các binh chủng hợp thành, tức là sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng lục quân, không quân, hải quân, lực lượng đặc biệt và lực lượng không gian mạng, thông qua hiệp đồng tác chiến nhanh, đa chiều và đa hướng để phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và thực hiện các hành động tấn công thọc sâu và bao vây tiêu diệt. Cuối cùng, xét đến vị trí địa lý của khu vực Kursk, quân đội Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược phòng thủ linh hoạt hơn cùng với việc tăng cường công sự phòng ngự ở các vị trí đã định sẵn, sẽ xác định điểm yếu của đối phương, sau đó nhanh chóng chuyển sang phương thức tấn công, lợi dụng khả năng cơ động nhanh chóng của lực lượng cơ giới hóa và đổ bộ đường không để thực hiện những đòn tấn công quyết định. Cho dù kế hoạch của quân đội Nga có thể tiến hành thuận lợi hay không, thì những tổn thất lớn trong cuộc chiến đang dần bóp nghẹt niềm tin thắng lợi của quân đội Ukraine. Theo số liệu của tình báo phương Tây, được tờ Wall Street Journal đăng tải hôm 19 tháng 9, số thương vong của quân đội Ukraine tuy được cho là ít hơn quân đội Nga, nhưng cũng đã lên tới 80.000 người chết và số người bị thương lên tới 400.000. Con số này tuy có thể không thật chính xác, nhưng điều không thể nghi ngờ rằng tổn thất của quân Ukraine là rất nặng nề. Cũng theo Wall Street Journal, tuổi bình quân của binh sĩ Ukraine hiện nay là 43, khiến họ trở thành một đội quân giả nua. Nguồn bổ sung quân số của Ukraine đang trở thành vấn đề lớn, bởi theo ước tính của các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc, khoảng 6 triệu người Ukraine đã chạy ra nước ngoài kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Đồng thời, do diện tích lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm giữ tăng lên, tổng dân số tại các vùng lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát đã giảm từ 40 triệu xuống còn 20 triệu, tức là giảm khoảng 15 triệu người, khiến nguồn lực để họ bổ sung quân số ngày càng ít thêm. Kênh Military Samari đưa tin, vào đêm ngày 20, dạng sáng ngày 21 tháng 9, cả hai bên đã tiến hành không kích qua lại lẫn nhau. Tên lửa Nga tấn công sở chỉ huy và căn cứ hậu cần của Ukraine tại phía bắc Pokrovsk. Kharkov đang trong tình trạng bị uy hiếp và phá hủy rất nặng nề. Trong khi đó, cuộc tập kích của Kiev đã gây ra vụ nổ lớn ở ít nhất hai nơi trên lãnh thổ Nga vụ nổ thứ cấp khủng khiếp kèm theo đám mây hình nấm bốc lên sau đó. Trên hướng Liman, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc đột phá sâu 8 km với lá cờ Nga được kéo lên trên Nevsky. Có tin quân đội Ukraine AFU tại khu định cư Makivka gần đó cũng thất thủ. Phong tuyến của Kiev tại Torres đang sụp đổ, AFU đang mất đi những vị trí rất quý giá trong khu vực cao tầng trung tâm. Một khi chiếm được nơi này, quân đội nga (EDFAF) có thể khống chế toàn bộ khu vực bằng hỏa lực, chi viện đắc lực cho nhiều mũi xung kích đột phá sâu hơn về phía tây thành phố. Mặt trận Pokrovsk vẫn căng thẳng, lực lượng Moscow tiến về phía tây Hrodivka, phía nam seledove và Hinnik. Ngoài ra, EDFAF đã chiếm được nhà tù nằm ở phía tây Hotze. Tình hình trên hướng Ucraina đối với lực lượng Kiev là rất nghiêm trọng. Quân đội Nga đã vượt qua được sông Kaslihak tại một số nơi ở giữa Pavlivka và Prechitivka và tạo ra đầu cầu ổn định để phát triển thêm về hướng Bắc. Thiếu tướng Apti Alaudinov nói với Sputnik vào hôm 22 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn một nửa số thiết bị quân sự được sử dụng trong cuộc tấn công vào vùng Kursk, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm ác mắt của Nga cho biết. Ông Alaudinov nói Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể do bị Nga chặn lại và phá hủy vũ khí họ đã mất hơn một nửa số vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công này, do đó tôi tin rằng trận chiến Kurs rất khó khăn đối với họ. Cuối cùng, xét đến việc nhiệm vụ không được hoàn thành có thể cho rằng đó là một thất bại. Vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 100 khu định cư và hơn 1.300 km vuông lãnh thổ Nga tổng thống nga vladimir putin gọi động thái này là hành động khiêu khích quy mô lớn nhằm vào dân thường và tuyên bố sẽ có phản ứng thích đáng lực lượng nga đã phát động một cuộc phản công trong thông báo vào ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe bọc thép chở quân, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 8 hệ thống HIMARS, 6 MLRS, do Mỹ sản xuất, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và nạp đạn, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm đa đa phản pháo, 2 trạm đa đa phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và một xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như là một xe cứu hộ bọc thép. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Rất khó để có một bên thứ ba xác minh thông tin do một trong hai bên của cuộc chiến công bố, vì đó có thể là đòn tâm lý chiến. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực. Trên thực tế, vụ tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga cho đến nay vẫn chưa đạt được một trong những mục tiêu chính, chuyển hướng quân đội Nga khỏi tên tuyến miền Đông nhằm định hình lại chiến trường. Mặt khác, Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực lên Kursk và đang để lại tiền tuyến miền đông với đầy những lỗ hồng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt khi Nga liên tiếp đạt được đa tiến trong thời gian qua. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở ở Mỹ nhận định rằng Nga dường như đang quyết tâm giành được Pokrovs bằng việc trì hoãn dồn lực lượng đẩy quân Ukraine khỏi Kursk tổng thống ukraine volodymyr zelensky trong khi đó nhận định cuộc tấn công kurs là một phần quan trọng trong chiến lược của kiev và sẽ được đưa vào kế hoạch chiến thắng mà ông dự định sẽ thảo luận với mỹ vào thời gian tới Cardiff Independent đưa tin trong cuộc phỏng vấn với tờ The New Yorker hôm 22 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch tấn công xuyên biên giới và vùng Kursk của quân đội Ukraine đã đạt được một số thành công, chủ yếu là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chiến dịch này có thành công hay không, nhà lãnh đạo Ukraine bất ngờ thừa nhận rằng còn quá sớm để đánh giá tình hình Chiến dịch này đã làm chậm bước tiến của Nga và buộc họ phải di chuyển một số lực lượng của mình đến Kursk với số lượng khoảng 40.000 quân. Các chiến binh của chúng tôi ở phía Đông cho biết rằng họ ít bị tấn công hơn, ông Zelensky nói. Tổng thống Zelensky nói thêm, tôi không nói rằng đó là một thành công vang dội hay là sẽ mang lại kết thúc cho cuộc xung đột hay kết thúc cho tổng thống Nga Vladimir Putin. Những gì chiến dịch ở Kursk đã làm được là cho các đối tác của chúng tôi thấy Ukraine có khả năng làm được gì. Cũng theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đang tiếp tục cung cấp thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người dân Nga bị mắc kẹt trong khu vực giao tranh. Ông lưu ý rằng những người này được tự do rời đi, mọi hành lang cần thiết đều mở và họ có thể đến nơi khác ở Nga, nhưng họ không làm như vậy. Theo giới chức Ukraine, kể từ khi phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới ở vùng Kursk vào ngày 6 tháng 8, quân đội nước này đã thành công giành quyền kiểm soát hơn 100 khu định cư, tương đương khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cũng cho biết hoạt động ở khu vực Coss của quân đội Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp cuộc phản công của Nga. Ông Oleksiy Demychanskyi, người phát ngôn viên của chính quyền quân sự Ukraine tại Coss, tuần trước cũng thông tin rằng cuộc phản công của lực lượng Nga tại vùng biên giới Coss nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ do Ukraine nắm giữ đã bị chặn lại. Trong khi đó Nga lại đưa ra những thông tin hoàn toàn trái ngược về tình hình giao tranh ở Coss. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ tính riêng trong ngày 22 tháng 9 các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của địch vào các khu định cư Marievka, Malea Loknia và Bolsaya Obukhivka. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá qua biên giới Nga hướng tới các khu định cư Noviput và Medvedev cũng bị ngăn chặn. Máy bay chiến đấu của Nga tiếp tục tấn công các khu vực triển khai quân đội Ukraine gần 20 khu định cư ở vùng biên giới Kursk của Nga và 13 khu định cư ở vùng Sumy. Tính từ ngày 16 tháng 8, Ukraine được cho là đã mất hơn 16.000 quân nhân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe bọc thép chở quân, 795 xe bọc thép, 492 xe cơ giới, 124 hệ thống pháo. 29 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 4 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và nạp đạn, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm đa đa phản pháo, 2 trạm đa đa phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và 1 xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như 1 xe cứu hộ bọc thép. Kênh Military Samarit đưa tin, theo hướng Kupians, quân đội Nga RFAF đang tiến ngày càng xa hơn về phía sông Oskin. Họ sắp chia mặt trận Kupians thành hai phần. Điều này sẽ khiến hậu cần của lực lượng Kiev trở nên khó khăn hơn đáng kể ở cả hai khu vực. Cùng lúc, lực lượng Moscow bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ ở Nepske và các ngôi làng xung quanh. Khu vực giữa Makivka và Nepske được cho là nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Tại New York, lực lượng mặt đất của Nga đã tiến lên vài km về phía bắc và chiếm lĩnh nhiều vị trí. Đồng thời, họ vẫn đang tiếp tục gây áp lực ở Torres. Trên hướng Pokrovsk, tình hình cũng đang trở nên ngày càng nguy cấp đối với quân đội Ukraine (AFU). Lực lượng Moscow tiếp tục cố gắng vượt qua Zelidov và các hoạt động chuẩn bị pháo binh cũng đã bắt đầu ở Hinnik. Ý đồ của EDFAF là sử dụng hỏa lực ồ ạt để làm mềm chiến trường trước khi bộ binh xung phòng. Khu vực ở phía tây Hoche cũng được cho là đã bị RFAF chiếm giữ và tình hình ở ngôi làng phía nam Maximilianipka đang xấu đi. Đây là ngôi làng cuối cùng án ngữ phía trước Kurakove. Kênh Tidokka cho biết, đến cuối tuần thứ ba của tháng 9, các khu vực quan trọng nhất trên bản đồ mặt trận vẫn là hướng Kurs, Torres và Kurakove. Trong suốt tuần qua, giao tranh tiếp tục diễn ra trên mặt trận Kurs tại các quận Korenevsky và Kluskovsky nhưng kém sôi động hơn trước. Lực lượng Kiev đã nhận thức được mối đe dọa rõ ràng đối với mặt trận phía Bắc vùng kiểm soát của họ, tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ trên giải Volfino newquay điều động tiếp viện nhưng họ đã bị chặn đứng, không thể tiến xa hơn Vestjoli. RFAF tiếp tục gây áp lực lên AFU tại Suza từ phía đông nam, họ giành lại Boki và bắt đầu đột kích Plekovo. Ở Torres, Ukraine đang sụp đổ ở các trung tâm thành phố với mũi thọc sâu của Nga phát triển nhanh chóng, cũng như tại tiểu khu Zabanka phía nam nơi chia cắt các đường hậu cần của IFO. Cùng lúc, một khu trung gian có thể nhìn thấy rõ ràng lực lượng Moscow bắt đầu đi vòng qua thành phố ở ngoại ô phía tây nam Leonidovka, nơi RFAF đã đổ bộ thành công và giành được chỗ đứng. Có video xác nhận điều này. Theo hướng Kurakhove, Ukans cuối cùng đã được đặt dưới lá cờ của Nga. Từ đó, họ bắt đầu di chuyển theo hai mũi xung kích ở phía nam tới Konyak và về phía tây đến Tersu Kurino, cũng như là đường cao tốc quan trọng chiến lược. Kênh Avi Voenkori xác nhận một bước đột phá mạnh mẽ của lực lượng Moscow hướng về Kurakhove. Họ chỉ còn cách thành phố 3 km, hoàn thành việc đánh bại AFO ở Ochom và Maximilianivka. Những thành công của Nga cũng được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine công nhận RFAF đã kiểm soát khu vực phía tây nam Krasnogorovka. Họ thực tế đã chiếm được Ostroje và đang tấn công Maximilianivka sau khi đã chiếm được hơn một nửa ngôi làng. Các đơn vị Nga đã bỏ qua Maximilianivka từ phía Bắc. Điều này gây ra mối đe dọa về khả năng thất thủ sắp xảy ra đối với lực lượng Kiev. Nhìn chung, Nga còn khoảng 3 km từ phía tây Ostrogo đến ngoại ô Kurakove. Mặc dù hiện tại, xét theo bản đồ, có nhiều mối đe dọa hơn đối với vàng dầu nằm ở phía Bắc, nơi AFU nắm giữ dựa vào Kurakove và Goniak, nơi giao tranh đã diễn ra. Các nguồn tin Ukraine cho biết, các binh lính AFU viết rằng lực lượng Moscow đã tiến về phía Alexandropol, tức là họ đang tấn công căn cứ phía Nam của phần nhô ra nói trên. Theo kênh thì bà, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng cớt. Ngoài việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine và phát động các cuộc phản công, lực lượng Moscow cũng đang tập kích các khu vực phía sau của đối phương ở Sumy. Tại Sapos, một cuộc tấn công của tên lửa Iskander đã đánh trúng một vị trí triển khai tổ hợp pháo phản lực HIMARS và một kho đạn dự của Ukraine. Ngoài ra, hạ tầng năng lượng và các cơ sở khác trong trung tâm khu vực thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tại quận Gluskovo, lực lượng Kiev tiếp tục cố gắng tiếp cận trung tâm quận từ hướng Noviput và Medveze. Có báo cáo rằng lính công binh Ukraine đang dọn đường qua các bãi mìn để tiếp tục cuộc tấn công. Liên tục các cảnh quay làm rõ quy mô của các cuộc tấn công của AFU khi họ đã đưa một số lượng lớn nhân sự và xe bọc thép, bao gồm cả xe do nước ngoài sản xuất, và đến khu vực này, đặc biệt ở phía đông nam Veseloye, một chiếc Leopard 2A6 khác đã bị phá hủy. Tại quận Korenevo, Nga đã tấn công bằng UAV vào các vị trí và thiết bị của Ukraine ở Onhopka và trong khu rừng gần Kremianoje. Tại khu vực này, một nỗ lực phản công của AFU ở phía tây Lyubimovka cũng đã bị ngăn chặn. Tại khu vực Zelenysliak, một cuộc tấn công bằng UAV Lancet đã phá hủy một khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine. Việc AFU đang đưa thêm xe bọc thép và pháo binh vào lãnh thổ Nga cho thấy ý định khá nghiêm túc của họ là trụ lại ở Kursk càng lâu càng tốt. Tại quận Suza, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Dariino và Nikolajevo-Dariino. Việc Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực này sẽ mở đường cho một cuộc tấn công hướng tới Sverdlikovo. Kênh Tiba cho biết lực lượng Moscow đã tấn công vào các mục tiêu của đối phương ở Khmelnytskyi. Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkov. Các đội hình cụ Khayna đã tấn công bán đảo Crimea trong hai ngày liên tiếp, đồng thời họ cũng tấn công các kho đạn dược của Nga ở Krasnodar và Tiver. Theo hướng Liman, Nga giành quyền kiểm soát Nevsky, tiến về phía tây gần 4 km và phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương ở khu vực khai núi Surabka. Theo hướng Oleksandro Kalinovo, lực lượng Moscow chiếm giữ Nelepo -Ipka và tiến hành cuộc tấn công vào trung tâm Leonidipka. Ngoài ra còn có những thành công trên các đường tiếp cận đến khu vực trung tâm đô thị của Dzerzhinsk. Trên khu vực Pogrovs, RFAF đã kiểm soát Khrushchev tiến về phía Krasnaya và Mykolaivka. Ở Donetsk, Nga đã hạ gục Otrove tiến về phía trại cải tạo Selidovo tham gia vào các trận chiến giành quân kiểm soát nơi này. Trên hướng nam Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến về phía tây bắc Upleda ở khu vực Prechitivka và Zolotan-Niva. Theo hướng Vremivka, cấu hình ở khu vực Makarivka đã được làm rõ, nơi lính công binh Nga đã cho nổ tung một cây cầu ở phía nam lối vào làng. Kênh Avivankori nhận định Upleda sẽ sớm bị bảo vệ khi lực lượng Moscow đã vượt sông Klas-Lagax đột kích về phía tây Upleda, đe dọa hình thành một nồi hầm lớn những gọng kìm của nga nhanh chóng siết chặt quanh ukleda theo đó kênh Deep State có liên hệ với tổng cục tình báo quốc phòng ukraine gọi tắt là gur đã công bố một bản đồ cho thấy những thành công đáng kể của quân đội nga trên hướng nam Donetsk. rfaf tiếp tục các cuộc tấn công thần tốc đột nhập thành công vào trận địa phòng thủ của đối phương xung quanh thành phố quan trọng chiến lược ukleda họ vượt qua ukleda và tự tin áp sát gọng kìm bao vây lực lượng kiev các đơn vị Nga đang nhanh chóng tiến quân từ khu vực Prychitopka mới được kiểm soát ở phía bắc sông Klaslacach theo hướng đông và đông bắc, đột nhập vào các vành đai rừng phía tây Úc Lê Đà với mục đích phát triển tiếp về phía bắc, tức là cắt đứt hậu cần. Bây giờ quân Nga với các phương tiện chiến đấu bộ binh đã bắt đầu chọc thùng đội hình phong ngự phía trên Prychitopka theo hướng Bokozhaplanka, cắt đứt hậu cần đến thành phố, nguồn tin quân sự Ukraine viết vào tối ngày 22 tháng 9. Trong hai ngày qua, lực lượng Moscow đã chiếu hàng loạt video về các cuộc tấn công vào vành đai rừng của đối phương trong một khu vực rộng lớn tới 6 km và ở độ sâu tới 3 km. Có những trận chiến ác liệt, AFU đang rút lùi. Ở cánh phải phía sau mỏ Yudnodonbaskaya số 3 và phía bắc Vodiyanoi, quân Nga cũng đang tiến công, tiến về phía trước và giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Ông Bunyatov, một sĩ quan có tiếng thuộc tiểu đoàn Aida của Ukraine, thừa nhận điều này có nghĩa là thành phố sẽ sớm bị bao vây. Cơ hội giữ vững vị trí trong những điều kiện như vậy không mấy khả quan, đặc biệt là khi xét đến nỗ lực của Nga phát triển về phía đường Bohoyablenka, Upleda. Ông nhấn mạnh, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải rút lui khỏi thành phố hoặc đối mặt với tình trạng bị bao vây. Tôi hy vọng là giới lãnh đạo cấp cao không chỉ dựa vào các báo cáo từ các chỉ huy địa phương vốn có thể là đã lỗi thời mà còn dựa vào các nguồn bên ngoài trong khi đó, Calibret Maps đưa tin lực lượng Moscow đã tiếp cận Ukleda và có khả năng đã tiến vào thành phố pháo đài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin ban đầu, cần kiểm chứng thêm. Ukraska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 22 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết, trong ngày Chủ nhật, 121 trận giao tranh đã diễn ra, đối phương tấn công mạnh nhất theo hướng Pokrovs, đồng thời thả 27 quả bom dẫn đường xuống khu vực Kursk. Báo cáo viết đã xảy ra 121 cuộc động độ, Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa với hai tên lửa, 52 cuộc không kích, đặc biệt sử dụng 71 quả bom KAB và 625 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời thực hiện hơn 3.900 lần pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Siversky, Kramatorsk, Torres, Kurekhove, Vremetsky và Dnipro. Hoạt động ở khu vực Kursk vẫn tiếp tục, máy bay Nga vẫn tiếp tục oanh kích bằng bom dẫn đường trên không đối với 16 trận, sử dụng 27 bom dẫn đường. Đối phương đang tấn công mạnh ở Pokrovsk. Trong ngày, tổng cộng 27 hành động tấn công đã được thực hiện. Theo ước tính sơ bộ, binh sĩ Ukraine đã tiêu diệt 145 binh sĩ Nga và làm bị thương 163 người khác. Nhiều vũ khí phương tiện của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, báo cáo viết. Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 79 Tavicheskaya trên Facebook cho biết Nga đã mở cuộc tấn công lớn vào các vị trí của đơn vị gần làng Konstantinovka ở Donetsk bằng 14 xe bọc thép cùng với 6 bộ binh và 6 xe tăng nhưng không thành công. RFAF không tạo được bất ngờ, lính dù của lữ đoàn 79 đã nổ súng vào đoàn quân đối phương ngay cả khi trước khi họ bắt đầu tiến lên. Pháo binh UAV tấn công, hệ thống tên lửa chống tăng, bãi mìn đồng loạt khiến quân Nga một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của lính dụ Ukraine. Báo cáo cho hay, trong trận chiến, Ukraine đốt cháy hai xe tăng và hai xe bọc thép cùng nhiều binh sĩ của đối phương, một chiếc xe tăng khác bị bắn trúng, các thiết bị khác phải bỏ chạy vội vã. European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Russem Umerov trong một cuộc phỏng vấn cho biết Ukraine kỳ vọng các đối tác của mình sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp và cũng đang đàm phán về tiêm kích xa áp GAS-39 Gripen của Thụy Điển và Eurofighter Typhoon của Đức và Anh. Đặc biệt, ông Umerov thông báo các cuộc thảo luận về những cam kết hoặc tham vấn vẫn tiếp tục với chiến đấu cơ Gripen cũng như là Eurofighter vân vân. Chúng tôi đang thảo luận về thời điểm chúng tôi sẽ bắt đầu và sớm có kết quả. Theo ông, Ukraine trước đây tập trung vào việc đào tạo phi công, cơ sở hạ tầng máy bay chiến đấu và nền tảng tác chiến, nhưng đang hướng tới việc giành được ưu thế trên không trước Nga. Nói về việc đàm phán về đối tác nước ngoài về cung cấp máy bay, Bộ trưởng lưu ý đối phương sử dụng tới 300 máy bay, 300 trực thăng nên chúng tôi giải thích cho đối tác biết là chúng tôi cần bao nhiêu lữ đoàn hoặc cánh quân. Chúng tôi cũng phải giải thích hợp lý cho họ là nền tảng nào. Chúng tôi cần những vũ khí mà họ nên chuyển giao. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng ý tưởng của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không ủng hộ kế hoạch chiến thắng do Ukraine đề xuất là khủng khiếp vì nó sẽ dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài với nhiều người chết. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý kế hoạch chiến thắng được phát triển có tính đến sự hỗ trợ của ông Biden. Nếu ông ấy không muốn ủng hộ thì tôi không thể ép buộc. Nếu ông ấy từ chối thì chúng tôi phải tiếp tục sống theo kế hoạch B mà Ukraine đang tiến hành và điều đó thật là đáng tiếc, ông Zelensky nói. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như ông Biden không ủng hộ kế hoạch chiến thắng, ông Zelensky đáp đây là một ý tưởng khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là ông Biden không muốn kết thúc chiến tranh theo cách tước đi chiến thắng của Nga và chúng ta sẽ có một cuộc chiến rất dài, một tình huống bất khả thi, mệt mỏi sẽ dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Ông nói thêm, nói như vậy tôi không thể nào chê trách Tổng thống Biden bất cứ điều gì. Suy cho cùng, ông ấy đã có một bước đi lịch sử mạnh mẽ khi quyết định hỗ trợ chúng tôi ngay từ đầu cuộc chiến. Điều này đã khiến các đối tác khác cũng làm như vậy. Chúng tôi ghi nhận thành tựu to lớn của ông Biden về việc này, nước đi này của ông ấy đã là một thắng lợi lịch sử rồi. Trang tin Sohu của Trung Quốc ngày 21 tháng 9 đưa tin, kể từ khi quân đội Ukraine tấn công vào tỉnh Kurs vào ngày 6 tháng 8, quân đội Nga đã tổ chức các trận đánh chặn, các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-57 và Su-34 đều tham gia không kích. Đáng lưu ý, Nga đã điều động 40.000 binh sĩ để phát động phản công từ ngày 10 tháng 9, không chỉ ngăn chặn hiệu quả đa tiến của quân đội Ukraine mà còn tái giành quyền kiểm soát hơn 10 ngôi làng. Sohu dẫn một bài viết đăng trên tờ Komsomolskaya Pravda, gọi tắt là tờ KP của Nga, vào ngày 20 tháng 9 cho biết quân đội Nga ở miền Bắc tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi các khu định cư ở Kursk, bao gồm Liubimovka, Darino, Zelenysliak, Nikola Levo Tonsoluk, Malea Lognia và Plekovo. Trong thời gian này, lực lượng Ukraine cũng tìm cách mở các cuộc tấn công theo hướng khu định cư Kremianoye, Liubimovka, Malea Lugnia, nhưng các cuộc tấn công của họ đều bị quân Nga đẩy lùi. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine ở khu rừng biên giới và lực lượng dự bị của họ ở khu vực Sumy đều bị loại khỏi vòng chiến đấu. Theo KP, Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, kiêm phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, do quân đội Ukraine chịu tổn thất quá nặng ở Kursk, nên trong ngày 20 tháng 9, khoảng 60 binh sĩ của họ đã từ chối chiến đấu và đột ngột tháo chạy khỏi mặt trận này. KP lưu ý, do Nga tăng cường phản công quyết liệt nên Ukraine phải hứng chịu tới hàng trăm thương vong mỗi ngày. KP dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, kể từ khi trận chiến Kursk bắt đầu, quân đội Ukraine đã tổn thất tổng cộng hơn 15.300 binh sĩ, 780 xe chiến đấu bọc thép, 471 phương tiện, 115 khẩu pháo, 124 xe tăng cùng nhiều trang thiết bị khác, bao gồm cả hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Tờ này nhận định quyết định sai lầm của Kiev đã khiến tỷ lệ thương vong của quân đội Ukraine tăng cao. Đáng lưu ý, giữa lúc hàng nghìn binh sĩ Ukraine thương vong ở Kursk, thì xung đột nội bộ lại nổ ra giữa các quan chức hàng đầu Ukraine. Vào ngày 20 tháng 9, tờ Shanna của Ukraine đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostem Umerov cùng Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirilo Budanov có thể sẽ bị cách chức do bất đồng với tránh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, người được cho là có quyền lực chỉ sau Tổng thống Volodymyr Zelensky, KP cho hay. Về phía Nga, khi phát biểu trước các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh quân đội Nga sẽ giành lại quyền kiểm soát tại Kursk một cách kịp thời. Ông Peskov nhấn mạnh quân đội của chúng tôi đang làm nhiệm vụ của mình, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ, quyền kiểm soát sẽ được khôi phục. Trước đó, hôm 20 tháng 8, hãng thông tấn nhà nước Benta của Belarus tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ mật lệnh đánh đuổi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10 mà không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Nga ở Donbass. Tuy nhiên, sau đó, giới quan sát cho rằng do diễn biến tình hình phức tạp, Nga có thể sẽ đạt mục tiêu đánh bật Ukraine khỏi Kursk trước thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm 107 năm cách mạng tháng 10 Nga. Ngày 7 tháng 10 năm 1917 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024. Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin do truyền thông Nga và Trung Quốc đưa ra. Kênh phân tích Dipset có mối liên hệ với quân đội Ukraine vào ngày 22 tháng 9 thông báo lực lượng Ukraine đang đạt được bước tiến ở khu định cư Kamisipka tại Kursk nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công điểm triển khai lực lượng Ukraine ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk của Nga và 13 khu định cư ở tỉnh Sumy, Ukraine. Trích thông báo, máy bay, pháo binh, bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới số 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công số 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như là lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga cũng đã tấn công khu vực triển khai của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41, lữ đoàn tấn công số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần 13 khu định cư ở tỉnh Sumy. Tỉnh Sumy thuộc Ukraine giáp tỉnh Kursk thuộc Nga. Tại Kurs, cụm quân phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Mariivka, Malea Loknia và Bolsaya Obukhivka. Nhóm chiến đấu tiếp tục các hoạt động tấn công, loại bỏ các đơn vị của lữ đoàn cơ giới số 22 41, 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công số 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 của quân đội Ukraine, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 gần các khu định cư Liubimovka, Darino, Noviput, nikolajevo Darino, Tosiluk, Malea Loknia và Plekovo. Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tấn công xuyên biên giới Nga hướng tới các khu định cư Noviput và Medvedev đã bị ngăn chặn. Trong ngày, Ukraine đã mất hơn 380 quân nhân, 11 xe chiến đấu ở Kursk, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép, cùng 3 hệ thống pháo binh, một trạm tác chiến điện tử, một xe đà phá bom mìn và 14 ô tô, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tổng thiệt hại của Ukraine ở Kursk đã vượt qua 16.000 quân nhân với 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở bộ binh bọc thép, 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống phóng loạt, 8 hệ thống HIMARS, 8 hệ thống phòng không, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm đa đa phản pháo, 2 trạm đa đa phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và một xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như như một xe cứu hộ bọc thép. Máy bay chiến đấu Nga dồn dập khai hỏa, Ukraine mất hơn 16.000 quân ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 22 tháng 9 tuyên bố máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân của Ukraine gần 20 khu định cư ở vùng biên giới Kursk của Nga và 13 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay, pháo binh và bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí của Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới số 22, 41, 61 và 115, xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 gần các khu định cư Gujevo, Kozakia, Loknia, Kolmakov, Lyubimovka, Malaya Loknia, Melovoi Malaya Obukovka Medvezie Noviput Novea Sorovzina Novoi vanovka Olovka Balekovo Ruskore Poreknoje Sverlikovo Pravda Tonsiluk Chekaskaya Konopenka và Jutni ngoài ra theo bộ quốc phòng nga lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của nga đã tấn công các khu vực triển khai và dự bị của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41 và 115 các cầu vượt tấn công 82 lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1004, 103, 110 và 116 của quân đội ukraine gần các khu định cư belopolie, bojadorlejaci, Bondarevchina, klukov, zulavka, obodi, vremoga Pavlovka, Reki, Radkovka, Sumy, Salikino và Koten ở vùng Sumy. Nga từng cáo buộc Ukraine đưa quân và thiết bị từ vùng biên giới Sumi của Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong một ngày các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương vào các khu định cư Mariyevka, Malea Loknia và Bolsaya, Obukhivka, đối phương đã mất tới 20 quân, gồm những người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới đã bị đẩy lùi ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh của lực quân Nga, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới Nga hướng tới các khu định cư Noviput và Medvedev đã bị ngăn chặn. Đối phương mất tới 40 binh sĩ, hai xe bọc thép, một xe dọn chướng ngại vật và hai ô tô. 5 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong ngày 22 tháng 9, Ukraine đã mất hơn 380 quân và 11 xe chiến đấu, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở quân bọc thép. 795 xe bọc thép, 492 ô tô, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống pháo phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và xe tải, 31 hệ thống tác chiến điện tử, 7 hệ thống ta đa, đa phản pháo, 2 hệ thống ta đa, đa phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chứng ngại vật và 1 xe gia phá bom mìn UR-77 cùng 1 xe cứu hộ bọc thép. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào ngày 20 tháng 9 tuyên bố quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ để giành lại quyền kiểm soát tất cả các khu vực ở tỉnh Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10. Chủ nhân Điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kurs thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc là phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel gần đây đã tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban theo những cách mà phong trào này không thể ngờ tới trong những ngày gần đây israel đã giáng loạt đòn tập kích vào hezbollah theo cách họ không thể ngờ tới nếu hezbollah trước đây chưa hiểu thông điệp này tôi cam kết họ sẽ phải hiểu thông điệp đó ông netanyahu nói thủ tướng israel cũng cam kết sẽ cho phép người dân phía bắc trở về sau khi phải sơ tán do các cuộc tấn công của hezbollah ở liban không quốc gia nào có thể dung thứ cho việc phóng rocket vào công dân và các thành phố của họ israel sẽ không dung thứ cho điều đó chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để khôi phục an ninh ông netanyahu nói ông netanyahu đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng giữa hezbollah và israel đang gia tăng Ngày 22 tháng 9, Israel và Liban đã có cuộc đọ súng dữ dội khi các chiến đấu cơ của Israel thực hiện cuộc ném bom dữ dội nhất ở phía nam Liban trong gần một năm chiến tranh. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tấn công tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở phía bắc Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công khoảng 290 mục tiêu vào ngày 21 tháng 9, bao gồm hàng nghìn súng phóng tên lửa của Hezbollah. Ten Aviv tuyên bố họ sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của lực lượng ở Liban. Các cuộc tấn công này diễn ra chưa đầy 48 giờ sau cuộc không kích của Israel nhằm vào các chỉ huy Ebola ở vùng ngoại ô thủ đô Liban. Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng trong cuộc không kích này đã tăng lên 45 người vào ngày 22 tháng 9. Trước đó, hàng nghìn máy nhắn tin và thiết bị liên lạc khác của Ebola đã phát nổ trong một cuộc tấn công mà phong trào này đã cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công này đã tăng lên 39 người với trên 3.000 người bị thương. Israel vẫn chưa xác nhận hay phủ nhận đứng sau các cuộc tấn công trên. Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi nước này đồng ý ngừng bắn ở Gaza. Song giới chức lập luận điều này khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Israel cũng muốn Hezbollah ngừng bắn và rút quân khỏi khu vực biên giới, tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã ký với Israel vào năm 2006 bất kể thỏa thuận nào về Gaza. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant Tuyên bố Israel sẽ mở giai đoạn chiến tranh mới ở biên giới phía Bắc, ông nói, trình tự các hành động trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu của chúng tôi, người dân phía Bắc được trở về nhà an toàn. Hàng chục nghìn người đã rời bỏ nhà cửa ở cả hai phía biên giới Israel-Liban kể từ khi Hezbollah bắt đầu nã tên lửa vào Israel hồi tháng 10 năm 2023 để bày tỏ sự ủng hộ người Palestine ở Gaza. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công các khu vực triển khai quân đội Ukraine ở gần 20 khu định cư thuộc vùng biên giới Kursk và 12 khu định cư thuộc vùng Sumy. Báo cáo cho biết, máy bay pháo binh và lục quân Nga đã tấn công vào các khu vực triển khai quân đội và vũ khí của Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 cũng như Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 gần các khu định cư Gujevo, Kozakia Loknia, Kolmakov, Liubimovka Malea Loknia, Melovoi, Malea Obukhovka Medvezie, Noviput Novea Soropsina Novoivanovka, Olokka Plekhovo, Ruskode Poreknoje, Sverlikhovo Pravda Tonsilov, Chekaskaya, Konopenka và Yudny. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công các khu vực triển khai và dự bị của các trung đoàn cơ giới số 21, 22, 41 và 115, các cầu vượt tấn công số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Beloponye, Boyaro-Lezachi, Bondarestina, Glukov, Zudapka, Obodi, Premoga, Pavlovka, Reki, Radkovka, Sumi, Salikino và Koten ở vùng Sumi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong ngày, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Majevka, Malaya Loknia và Bolsaya, Obukhivka. Đối phương mất tới 20 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương. Theo bộ này, nhóm tác chiến tiếp tục các hoạt động tấn công và tiêu diệt các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, lữ đoàn xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công số 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 129 của Ukraine gần các khu định cư Liubimovka, Darino, Novibut, Nikolayevo, Darino, Tonsiluk, Malea Loknia và Plekovo. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, ba nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá qua biên giới Nga hướng tới các khu định cư Noviput và Medvedev đã bị ngăn chặn. Trong hoạt động này, Ukraine mất 40 binh sĩ, hai xe bọc thép, một xe dọn chướng ngại vật và hai xe quân sự. Năm binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Trong suốt thời gian diễn ra hoạt động chiến đấu ở khu vực Kurs, Ukraine được cho là đã mất hơn 16.000 quân, 126 xe tăng, 57 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe bọc thép chở quân, 795 xe bọc thép, 492 xe cơ giới, 124 hệ thống pháo, 29 hệ thống tên lửa phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và nạp đạn, 31 trạm tác chiến điện tử, 7 trạm ta đa phản pháo, 2 trạm ta đa phòng không, 17 xe công bình, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và 1 xe giả phá bom mìn UR-77, cũng như 1 xe cứu hộ bọc thép. Trong tuyên bố vào ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của nước này đã bắn trúng bệ phóng HIMARS gần khu định cư Saposkinovo, nằm cách biên giới Sumy khoảng 10 km về phía nam. Kết quả cuộc tấn công, một bệ phóng HIMARS, hai xe an ninh và kíp vận hành đã bị tiêu diệt. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS. Washington đã cung cấp cho lực lượng Kiev ít nhất 39 bệ phóng HIMARS kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Đức đã hứa mua thêm 3 bệ phóng nữa cho lực lượng Kiev vào đầu năm nay. Các bệ phóng này thường được trang bị tên lửa dẫn đường GPS GMLRS dòng M30-M31 có tầm bắn hơn 70 km hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140ATACMS có tầm bắn từ 165 đến 300 km tùy theo phiên bản. Quân đội Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS của Ukraine. Ngoài ra, các phương tiện phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã làm giảm đáng kể hiệu quả của các hệ thống này. Lực lượng Kiev đã triển khai nhiều bệ phóng HIMARS còn lại của mình đến Sumy kể từ tháng 8 năm 2023 để hỗ trợ cuộc tấn công đang diễn ra tại Kursk. Đây hóa ra là cơ hội để quân đội Nga xóa sổ bất cứ thứ gì còn sót lại của các hệ thống này. Ít nhất, bệ phóng đã bị phá hủy ở khu vực này. Trong khi đó, tên lửa Iskander định danh NATO gọi là SSX-26 là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch chiến thuật hiện đại nhất được trang bị trong quân đội Nga hiện nay. Khác hoàn toàn với tất cả các chủng loại tên lửa đạn đạo đã từng được biết đến trước đó, kẻ huy diệt tăng hình tên lửa Iskander được chế tạo trên cơ sở công nghệ tăng hình độc đáo của riêng người Nga, công nghệ tăng hình plasma. Phiên bản Iskander-M được cho là vũ khí lợi hại nhất của Nga, có khả năng nhanh chóng vô hiệu hóa các thành phần của hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ. Iskander-M có tầm bắn gần 500 km, có thể được trang bị nhiều đầu đạn thông thường khác nhau, bao gồm đầu đạn trùm, đầu đạn nổ tăng cường, đầu đạn phân mảnh, đầu đạn xuyên đất để phá hủy bong ke và thiết bị sung điện tử cho nhiệm vụ chống Dada. Ngoài tầm bắn cùng, Iskander-M còn sở hữu những khả năng đặc biệt khiến phương Tây có lý do để lo lắng về sức mạnh đáng sợ của loại tên lửa này. Đạn tên lửa Iskander-M bắn ra sẽ xóa sạch mục tiêu mà chúng hướng tới, bao gồm từ hệ thống pháo mặt đất, công sự, bến cảng, đài chỉ huy quan Sartada cho tới sân bay kho hậu cần. Ukraine ngày 21 tháng 9 cho biết họ đã tấn công hai kho vũ khí của Nga ở khu vực Krasnodar phía nam và Tver phía tây, trong khi Moscow tuyên bố phải sơ tán hơn 1.000 người. Ukraine thường tấn công cơ sở hạ tầng sâu trong lãnh thổ Nga bằng UAV nội địa, trong bối cảnh họ bị phương Tây cấm sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện các vụ tập kích như vậy, Kiev tuyên bố đã tấn công một kho đạn gần thành phố Tikhorets ở Krasnodar, Ukraine gọi đây là một trong ba căn cứ chứa đạn dược lớn nhất của Moscow, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Kho đạn này nằm cách tiền tuyến hơn 300 km và được cho là chứa một lượng lớn đạn dược hạng nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Ukraine ước tính cơ sở này chứa 2.000 tấn vũ khí. Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho vũ khí ở làng Oktiapki thuộc vùng Tever gây ra một vụ cháy và nổ. Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Konradyev đã thông báo sơ tán 1.200 người sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra một vụ cháy gần Tikhoretsk. Một số hình ảnh từ hiện trường cho thấy các đám cháy bốc lên cao. Cách đó vài ngày, Ukraine đã tuyên bố tấn công vào kho đạn lớn của Nga ở Toropet. Theo Forbes, cả hai vụ tấn công vào Toropet và Tikhorets đều đủ lớn để tạo ra được hai vụ động đất cỡ nhỏ. Forbes nhận định các cuộc đột kích kho đạn dược liên tiếp báo hiệu sự thay đổi trong chiến dịch tấn công sâu của Ukraine nhắm vào các mục tiêu chiến lược bên trong nước Nga. Trong các cuộc tập kích trước đó, Ukraine sẽ phóng UAV bay xa hơn 1.000 km vào sâu lãnh thổ Nga nhưng thường chỉ là các vụ tấn công quy mô nhỏ, không tác động đáng kể với các vũ khí tương đối không có sức công phá cao. Nói cách khác, các vụ tấn công trước đó thể hiện được khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine, nhưng chưa đủ tạo sự khác biệt. Trong khi đó, các vụ tấn công gần đây của Ukraine dường như có tính phá hủy lớn hơn, tập trung vào các UAV tầm bay không quá xa nhưng có uy lực mạnh hơn. Ngoài ra, Ukraine cũng tăng số lượng UAV trong một vụ tấn công lao xuống mục tiêu theo kiểu bầy đàn để đánh lạc hướng phòng không và gây ra hiệu quả phá hủy cao nhất một trong những uav được ukraina tin dùng là palianisia về bản chất nó giống như một tên lửa được lắp động cơ phản lực và có cánh palianisia đã được phát triển trong hơn một năm qua và mới bắt đầu tham gia các vụ tấn công gần đây palianisia có động cơ phản lực tua bin aipbs 350 được pbs tại cộng hòa séc và công ty ipchenco progress của ukraina hợp tác phát triển Động cơ aipbs 350 tạo ra lực đẩy 3.400 Newton, đủ để đẩy một tên lửa một tấn đi xa vài trăm km. Điều đó khiến Palianisia gần giống với tên lửa hành trình Neptune chạy bằng động cơ phản lực cánh quạt của Ukraine, ít nhất là về kích thước, tốc độ và tầm bắn. Điểm khác biệt đáng kể giữa Neptune và Palianisia là ở động cơ của chúng. Neptune tự hào có một động cơ phản lực cánh quạt hiệu quả nhưng đắt tiền. Động cơ phản lực của Palianisia có lẽ kém hiệu quả hơn nhưng cũng rẻ hơn Điều đó có nghĩa là Ukraine có khả năng chế tạo được nhiều Palianisia hơn. Sáng 22 tháng 9, quân đội Israel tuyên bố tấn công các mục tiêu Hezbollah sau khi tổ chức Hồi giáo này phóng hơn 85 quả rocket vào Israel. Báo tham ở Israel dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đang triển khai làn sóng tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban ngày 22 tháng 9. Quân đội Israel nói họ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cuộc tấn công sau. Theo IDF, hệ thống phòng không của họ vẫn trong tình trạng báo động cao, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục và tăng cường không kích nhằm vào Hezbollah. Tuyên bố của IDF được đưa ra vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo Hezbollah phóng 85 rocket nhằm vào các khu dân cư của Israel. Reuters đưa tin quân đội Israel ngày 22 tháng 9 đã thực hiện cuộc ném bom dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ ở giải Gaza hồi tháng 10 năm 2023 các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công khoảng 290 mục tiêu của Hezbollah, bao gồm nhiều bệ phóng rocket. Từ sáng sớm 22 tháng 9 theo giờ địa phương, các nhà chức trách Israel đã đóng cửa trường học, ban hành lệnh hạn chế tụ tập ở nhiều khu vực tại miền Bắc Israel và cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát. Các chiến binh Iraq được Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hướng về Israel vào sáng sớm 22 tháng 9. Từ tối 21 tháng 9, Tiếng còi báo động vang lên suốt đêm khi nhiều tên lửa và rocket được bắn ra từ Hezbollah và Iraq nhắm vào Israel. Phía Hezbollah cũng tuyên bố không kích căn cứ không quân Ramat David và một nhà máy sản xuất vũ khí của Israel bằng hàng chục tên lửa nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Liban. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah bùng phát trong vòng chưa đầy hai ngày sau cuộc không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut, khiến 37 người thiệt mạng bao gồm cả các chỉ huy cấp cao của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Hezbollah nói cuộc tấn công dữ dội hôm 20 tháng 9 của Israel đã giết chết 16 thành viên của họ, bao gồm thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Akin cùng một chỉ huy khác là ông Ahmed Wabi. Quân đội Israel tuyên bố họ đã tấn công vào một cuộc họp bí mật các thủ lĩnh trung đoàn biệt kích Radwan tinh nhuệ của Hezbollah và gần như phá hủy hoàn toàn hệ thống chỉ huy quân sự của nhóm này. Hãng thông tấn Al trích dẫn tuyên bố hôm 21 tháng 9 của Hezbollah cho biết, ngoài chỉ huy Ibrahim Akin, phó lãnh đạo lực lượng biệt kích Radwan của nhóm vũ trang Hồi giáo này đang bị Mỹ truy nã vì liên quan đến vụ đánh bom đại sứ quán ở thủ đô Liban năm 1983. Một chỉ huy cấp cao khác của lực lượng Radwan là Ahmed Wabi cũng bị hạ sát khi các tiêm kích Israel oanh tạc một tòa nhà ở ngoại ô phía nam Beirut hôm 20 tháng 9. Bộ Y tế Liban thống kê tổng cộng đã có 31 người, bao gồm cả ba trẻ em, thiệt mạng và 66 người khác bị thương trong vụ không kích nói trên. Lực lượng cứu hộ và các nhân viên y tế đã nỗ lực làm việc xuyên đêm để tìm cách cứu những nạn nhân còn sống sót và đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập. Theo truyền thông Israel, một nguồn tin tình báo đáng tin cậy đã cung cấp thông tin cho quân đội Israel về cuộc họp được lên kế hoạch của các lãnh đạo cấp cao thuộc lực lượng Ratwan dẫn đến vụ tấn công đẫm máu nói trên. Phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của các chỉ huy cấp cao Hezbollah, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải trả giá. Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 9 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau các vụ không kích của Israel vào thủ đô Liban, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đó đã họp khẩn sau vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc cầm tay của Hezbollah ở Liban đầu tuần này, khiến ít nhất 37 người, bao gồm cả dân thường đã thiệt mạng và khoảng 3.000 người khác bị thương. Trưởng ban nhân quyền Liên Hợp Quốc cơ tốc lên án các vụ tấn công như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế. Tel Aviv hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc, tuy nhiên Hezbollah và chính phủ Liban cáo buộc tình báo và quân đội Israel đứng sau loạt tấn công này. Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tầm trung cho phi đội F-16 mới của Ukraine như một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 23 tháng 9 tên lửa không đối đất này đã được không quân và hải quân Mỹ cùng một số đồng minh sử dụng, có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 112 km, giúp Ukraine nâng cấp đáng kể các loại vũ khí mà họ đang sử dụng để tấn công lực lượng Nga và cho phép họ thực hiện điều đó ở khoảng cách an toàn hơn. Gói viện trợ vẫn đang được hoàn thiện, bao gồm đạn pháo, rocket và tên lửa phòng không. Những nguồn thạo tin thừa nhận rằng thành phần của gói viện trợ vẫn có thể thay đổi trước khi thông báo chính thức được đưa ra. Quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối trả lời về thông tin trên. Đây cũng là gói viện trợ lớn nhất mà Mỹ gửi cho Ukraine kể từ tháng 5 và có thể là đợt rút vũ khí cuối cùng của Tổng thống Biden trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 30 tháng 5. Theo thẩm quyền do Quốc hội cấp, Mỹ rút vũ khí hiện có khỏi kho dự trữ và số tiền viện trợ sẽ được dùng để mua đạn dược và thiết bị thay thế. Theo Politico, Lầu Năm Góc đang làm việc với Quốc hội để chuyển số tiền còn lại trong thẩm quyền rút vũ khí của Tổng thống, còn 5,8 tỷ đô la Mỹ sang năm tài chính tiếp theo. Hiện chưa có thỏa thuận nào được ký kết vì các nhà lập pháp đang trật vật tìm cách tránh đóng cửa chính phủ vào ngày 1 tháng 10. Kịch bản này sẽ xảy ra nếu không có ngân sách tạm thời nào được thông qua kịp thời. Dù không có tầm bắn như Kiev yêu cầu, các tên lửa mới vẫn sẽ cung cấp cho các phi công Ukraine một vũ khí mới mạnh mẽ tầm bắn hơn 112 km sẽ cho phép phi công tránh xa tiền tuyến và lưới phòng không của Nga, mang lại cho Kiev cách thức mới nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng thủ và kho vũ khí tiền tuyến, làm phức tạp thêm các hoạt động của lực lượng Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21 tháng 9 cho biết việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2,5 năm với Nga phụ thuộc vào quyết tâm của các đồng minh phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cần thiết và cho phép sử dụng chúng. Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Zelensky cảm ơn quân đội đã tấn công một kho vũ khí mới ở Nga, dù không nêu rõ địa điểm. Theo hãng tin Reuters, ông cũng cho hay các cuộc họp vào tuần tới tại Mỹ là rất quan trọng để đảm bảo rằng Ukraine có đủ năng lực phòng thủ cần thiết. Ông dự kiến gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 4 tháng 10 tại Nhà Trắng. Kể từ khi phát động cuộc phản công ở khu vực Kos, quân đội Nga đã liên tiếp tiến vào từ hai ngã phía đông và phía tây, cho đến nay đã thu hồi được ít nhất 20 khu định cư và khoảng 230 km vuông lãnh thổ từ tay lực lượng Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 9 đã ký lệnh mở rộng quy mô lực lượng vũ trang Nga thêm 180.000 người nữa, đưa tổng số quân Nga lên tới gần 2,4 triệu, trong đó có 1,5 triệu người là lực lượng chiến đấu. Đây là đợt mở rộng quy mô quân đội lớn thứ ba của Nga kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine một mặt, điều này thể hiện quyết tâm của Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. Mặt khác, cũng có thể thấy rằng Nga đã phải chịu những tổn thất lớn. Một số chuyên gia phân tích, có lẽ Nga đã ý thức được nguyên nhân chính của việc họ bị Ukraine tập kích thành công ở tỉnh Kurs là do thiếu quân số phòng thủ, nên đã tuyên bố tăng thêm quân và muốn giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi. Đương nhiên, quân đội Ukraine cũng sẽ không ngồi yên chờ chết trước động thái lớn của quân đội Nga. Kể từ khi quân đội Nga phát động phản công ở Kursk, phía Ukraine đã thường xuyên mở các cuộc tấn công vào các thành phố gần biên giới Nga-Ukraine với ý đồ làm chậm lại bước tiến của quân Nga. Cần phải khẳng định rằng hành động của quân đội Ukraine đã có tác dụng nhất định. Tốc độ phản công của quân đội Nga ở Kurs rõ ràng đã bị chậm lại. Để giải quyết vấn đề này, quân đội Nga đã thực hiện một động thái lớn thứ hai bên cạnh việc mở rộng quy mô lực lượng. Bộ Quốc phòng Nga và chính quyền địa phương tỉnh Kurs đã phát động một chiến dịch sơ tán quy mô lớn ở các khu vực Rix và Homotoka. Cuộc sơ tán diễn ra trong một khu vực rộng khoảng 3.000 km vuông và cư dân của khoảng 50 thành phố, thị trấn đã được di tản. Một số chuyên gia phân tích cho rằng mục đích của hoạt động này của quân đội Nga rất mạnh mẽ, rõ ràng là sơ tán dân thường để sau đó sẽ đối đầu trực diện với quân đội Ukraine tại đây. Quân Nga có rất nhiều lợi ích từ việc làm chống chiến trường. Trước hết, chiến thuật của quân Ukraine chủ yếu dựa vào các thị trấn, lợi dụng tâm lý ném chuột sợ vỡ bình của quân Nga khiến một số loại vũ khí họ có trong tay không thể phát huy được tác dụng. Sau khi dân thường được sơ tán, các hệ thống vũ khí tấn công chính xác tầm xa của quân đội Nga sẽ được sử dụng và phát huy tác dụng. Nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa siêu thanh, máy bay không người lái và chất nổ năng lượng cao, có thể được quân Nga sử dụng mà không cần lọt vào tầm hoạt động hiệu quả của hệ thống phòng không của đối phương để thực hiện đòn tiêu diệt chính xác các mục tiêu trọng điểm. Thứ nữa, quân đội Nga tiếp theo sẽ có thể chú ý hơn đến khả năng tác chiến hiệp đồng của các binh chủng hợp thành, tức là sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng lục quân, không quân, hải quân, lực lượng đặc biệt và lực lượng không gian mạng, thông qua hiệp đồng tác chiến nhanh, đa chiều và đa hướng để phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương và thực hiện các hành động tấn công thọc sâu và bao vây tiêu diệt. Cuối cùng, xét đến vị trí địa lý của khu vực Kursk, quân đội Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược phòng thủ linh hoạt hơn, cùng với việc tăng cường công sự phòng ngự ở các vị trí đã định sẵn, sẽ xác định điểm yếu của đối phương, sau đó nhanh chóng chuyển sang phương thức tấn công, lợi dụng khả năng cơ động nhanh chóng của lực lượng cơ giới hóa và đổ bộ đường không để thực hiện những đòn tấn công quyết định. Cho dù kế hoạch của quân đội Nga có thể tiến hành thuận lợi hay không, thì những tổn thất lớn trong cuộc chiến đang dần bóp nghẹt niềm tin thắng lợi của quân đội Ukraine. Theo số liệu của tình báo phương Tây, được tờ Wall Street Journal đăng tải hôm 19 tháng 9, số thương vong của quân đội Ukraine tuy được cho là ít hơn quân đội Nga, nhưng cũng đã lên tới 80.000 người chết và số người bị thương lên tới 400.000. Con số này tuy có thể không thật chính xác, nhưng điều không thể nghi ngờ rằng tổn thất của quân Ukraine là rất nặng nề. Cũng theo Wall Street Journal, tuổi bình quân của binh sĩ Ukraine hiện nay là 43, khiến họ trở thành một đội quân giả nua. Nguồn bổ sung quân số của Ukraine đang trở thành vấn đề lớn, bởi theo ước tính của các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc, khoảng 6 triệu người Ukraine đã chạy ra nước ngoài kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Đồng thời, do diện tích lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm giữ tăng lên, tổng dân số tại các vùng lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát đã giảm từ 40 triệu xuống còn 20 triệu, tức là giảm khoảng 15 triệu người, khiến nguồn lực để họ bổ sung quân số ngày càng ít thêm. Kênh Military Summary đưa tin vào đêm ngày 20, dạng sáng ngày 21 tháng 9, cả hai bên đã tiến hành không kích qua lại lẫn nhau. Tên lửa Nga tấn công sở chỉ huy và căn cứ hậu cần của Ukraine tại phía bắc Pokrovsk. Kharkov đang trong tình trạng bị uy hiếp và phá hủy rất nặng nề. Trong khi đó, cuộc tập kích của Kiev đã gây ra vụ nổ lớn ở ít nhất hai nơi trên lãnh thổ Nga. Vụ nổ thứ cấp khủng khiếp kèm theo đám mây hình nấm bốc lên sau đó. Trên hướng Liman, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc đột phá sâu 8 km với lá cờ Nga được kéo lên trên Nevsky. Có tin quân đội Ukraine AFU tại khu định cư Makivka gần đó cũng thất thủ. Phong tuyến của Kiev tại Torres đang sụp đổ, AFO đang mất đi những vị trí rất quý giá trong khu vực cao tầng trung tâm. Một khi chiếm được nơi này, quân đội nga (RFAF) có thể khống chế toàn bộ khu vực bằng hỏa lực, chi viện đắc lực cho nhiều mũi xung kích, đột phá sâu hơn về phía tây thành phố. Mặt trận Pokrovsk vẫn căng thẳng, lực lượng Moscow tiến về phía tây Hrodivka, phía nam seledove và Hinnik. Ngoài ra, RFAF đã chiếm được nhà tù nằm ở phía tây Hotzev. Tình hình trên hướng Ukleda đối với lực lượng Kiev là rất nghiêm trọng. Quân đội Nga đã vượt qua được sông Kaslihak tại một số nơi ở giữa Pavlivka và Prechitivka và tạo ra đầu cầu ổn định để phát triển thêm về hướng Bắc. Kênh Ridovka cho biết sự kiện nổi bật trong tuần qua là việc AFU thất thủ tại Ukraine và chiến lược của quân đội Nga đã có những thay đổi đáng kể, trở thành một thử thách khắc nghiệt đối với Ukraine tại Pokrovsk edf AF lợi dụng đối phương bị hạn chế về nguồn lực bỏ qua những trung tâm phòng thủ, chuyển lực lượng sang các khu vực khác của mặt trận. Có vẻ như cuộc tấn công vốn đã đình trệ gần Pogrovsk và Selidovo đã bắt đầu sôi động trở lại với làn sóng đột kích mới và đặt ra áp lực cao lên AFU, đang hao mòn lực lượng dự bị nghiêm trọng. Sự thất thủ của Ukraine là ví dụ rõ ràng nhất về sự thay đổi cách tiếp cận so với cuộc chiến tranh vị trí thông thường dẫn đến sự suy giảm chắc chắn và rõ rệt về vị trí của Ukraine. Hơn nữa, việc lực lượng Moscow chiếm được thị trấn này một lần nữa khiến Selidovo gặp nguy hiểm. Giờ đây, nó có thể bị bao vây từ phía Nam. Mũi xung kích của Nga chỉ còn phải vượt 4 km qua những cánh đồng và đồn điền là sẽ ập vào thành phố. Theo kênh thì bà, mặc dù nhịp độ phản công theo hướng Kursk có giảm nhẹ, nhưng quân đội Nga vẫn tiếp tục chiến dịch, giành lại lãnh thổ bị AFU chiếm giữ, theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin hôm 5 tháng 9 tuyên bố, nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động một cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Tại quận Gluskovo, AFU vẫn chưa từ bỏ nỗ lực tiến về trung tâm quận từ làng Novibut và Medvede, nhưng vẫn như trước không thành công. Các đơn vị công binh Ukraine đã tăng cường nỗ lực chuẩn bị các lối đi qua bãi mìn, có thể là để chuẩn bị cho một đợt xung phong khác. Đồng thời, EDF-AF không ngừng tập kích hàng loạt vị trí của đối phương trong vùng Sumy và những khu vực bị chiếm giữ tại Kursk nhằm làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine. Ví dụ, tại Stepove, UAV đã đánh trúng nhiều nhà chứa vũ khí trang bị và điểm triển khai tạm thời của AFU. Không quân Nga cũng đang hoạt động hiệu quả, oanh kích nhiều cứ điểm của đối phương ở Olhoka và trong khu rừng gần Kremianoye tại quận Korenevo. Cùng lúc đó, một nỗ lực khác của AFO nhằm phản công quân Nga ở phía tây Liêu đã bị ngăn chặn. Ở quận Suza, Nga đang dọn dẹp khu vực phía nam Kamisevka. Theo đó, một trung đội lính dù từ lữ đoàn 83 trên xe bọc thép đã tiếp cận vị trí của đối phương qua một cánh đồng và chiếm được hai cứ điểm. Tại Novoi và Noca, AFU đã triển khai một khẩu lựu pháo M777 của Mỹ nhưng cũng đã bị phá hủy ở sơn nam có cả cảnh quay kiểm soát mục tiêu cho thấy nhiều vũ khí AFO bị tiêu diệt bao gồm cả lựu pháo tự hành 2S3 Akatsiya và video về việc ngăn chặn quá trình sơ tán binh sĩ ukraine tại khu vực Duskaia Konopenka.